Đứa em nó cũng bị quỷ ám, nó đứng ngay gần cái cửa với mẹ nó đứng đó canh đó. Thì tôi mới vừa nhân danh Đức Chúa Giêsu, nó mới vừa cái lời nghe, nó mới vừa nghe nhân danh Đức Chúa Giêsu, nó bảo không có giò, nó chạy trốn mất tiêu, nó sợ nó chạy trốn mất tiêu. Còn anh đó, anh đang ngồi trong đó, thì tôi ra định tôi nhân danh Đức Chúa Giêsu, tôi bắt nó khai cái danh ra, nó hẹo hẹo một hồi, nó dặn cho mình nó xuống. Nó ngồi trên ghế mà cái đầu của nó ngồi sát xuống đất. Rồi cái sau cùng cái nó xưng danh nó tên của một cái người Mỹ. Tôi hỏi nó ở đâu vậy? Nó nói là nó qua chiến đấu Việt Nam. Rồi nó bị bệnh tâm thần, họ đem nó vô nhà thương. Rồi sau đó nó tự tử, nó chết. Cái nó mới đi vào trong cái chùa, nó ở ở trong chùa, tại là trong đó họ cũng cúng bái trong đó, nó có thức ăn. Nó vô trong chùa đó, thì cái hai anh em này nó mới vô trong chùa, nó ăn đồ cúng. Nó ăn đồ cúng, rồi cái linh của cái thằng Mỹ đó, nó theo cái thằng anh này. Tới chừng tôi hỏi thì nó nói tên là thằng Mỹ. Rồi tới chừng sau cùng tôi lấy nhân danh Đức Chúa Giêsu tôi đuổi đi. Nhưng mà nó nói dối, nhiều lần nó vẫn còn trốn trong nó chưa chịu ra. Tôi hỏi nó ra chưa? Mọi người đi chưa? Nó ra đi rồi. Mình nhìn cái mặt của nó, tụi nó vui còn ở trong này, người chưa quý. Đối với ma quỷ, nó nói dối, nó vui. Thật ra mình không có tin nó được. Nhưng ma quỷ mình phải cứng rắn, không có tin. Thành ra một lần nữa, tháng 5 rồi, tôi đi qua bên quận Bình Thạnh, tôi cũng giảng bên đó. Thì sau khi giảng xong thì thấy một cô ngồi cổ cứ làm như là cổ lơ lửng. Thì bà mục sư lại nói với tôi là nhờ tôi cầu nguyện gì cho bà này. Thì tôi sức dầu tôi đặt tay tôi cầu nguyện thì cái bà ngã ra. Thì tôi thấy cái ngã ra mà đầu nghĩa là hai chân mạnh bạo đó. Tôi mới xưng danh Đức Chúa Giêsu, tôi hỏi tên tuổi này sinh ra là gì. Thì xưng nó tên là tên Hai. Hỏi người ở đâu tới, nó trong nghĩa địa. Hỏi tại sao người ở trong thân xác này, nói rằng tại bà này mời nó tới. Mà nó mạnh bạo vô cùng luôn, đầu thì lắc, tay cung kia này. Tôi nói trong danh Đức Chúa Giêsu trói hai cái tay xuống, hai tay buông xuống. Rồi giống như là có hai cái cọc đóng hai cái, còn cái bàn tay lúc lắc mà cái tay cũng không được. Rồi hai cái tay tôi trói xuống, xong hai cái chân đạp. Tôi nói trong danh Đức Chúa Giêsu trói luôn hai cái chân xuôi xuống làm cái luôn, không có nhúc nhích nữa. Một cái đầu thì cứ lúc lắc, mà nó chống đối vô cùng luôn. Tôi đuổi nó ra, nó không chịu ra. Nó nói là nó đã ăn ở với bà này 2 năm rồi, và nó có con với bà này rồi. Bà này mời nó vào trong nhà bà, tại nhà của bà cũng gần sát nghĩa địa. Mời bà, thành ra nó nói là mỗi ngày nó đến ăn ngủ với bà. Nó ở với bà 2 năm rồi. Rồi sau cùng tôi đuổi hoài hơn nửa tiếng đồng hồ. Mấy người khác xung quanh cũng cầu nguyện vô cùng luôn, mà nó nhất định nó không ra. Sau cùng tôi nói là nếu người con ra, ta cầu lửa thánh linh sẽ đốt cháy luôn. Và sau cùng tôi cầu nguyện xin lửa thánh linh đốt cháy. Nó tự nhiên nó là nóng quá, rồi cái nó dùng dãy một hồi nó có ra. Con này họ cũng tỉnh lại. Thì chúng ta thấy là đối với ma quỷ đó, mà mình mà mời gọi nó thì nó đến. Mình cúng bái mà mình mời gọi thì nó đến. Thành ra chúng ta đừng có yên. Một lần ở bên hội thánh Mục Sư Khánh, chính mắt tôi chứng kiến trong một buổi đại hội, trong lúc mọi người đang hát thờ phượng Chúa, mình nghe, nghĩa là mình có cảm nhận được vận hành đây ở trong phòng. Thì một cái bà này khoảng chừng 30 tuổi, mặt cẳng kẻo đẹp lắm. Cái tự nhiên con quỷ Chúa ở trong người của bà nó chịu không nổi, nghe đương thờ phượng chịu nổi. Cái nó xuất hiện ra, nghe răng gì nè, nghĩa là đứng nghe răng, đưa tay cực cào 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 trước mặt,
thì các con mục sư khác đến cầu nguyện đuổi đi, đuổi được 40 con quỷ trong người của bà. Sau cùng còn một con quỷ chúa nó còn, nó không đi. Phải sau cùng phải nhờ tới một sư cánh đến, sư cánh sau đó tức nước, rảy nước trong người là quý của Chúa Giêsu, sau cùng đuổi nó ra. Khi đuổi ra rồi đó, thì ngày hôm sau cô này cũng tỉnh táo rồi, cổ lên cô làm chứng, lên micro ngay giữa đại hội, cả ngàn người ở trên đại hội, cô làm chứng. Cô nói rằng cổ còn độc thân thì cũng có một người yêu, nhưng người yêu của cổ đã có chồng rồi. Không, xin lỗi, người yêu đã có vợ. Thành ra cổ cứ mơ tưởng người yêu hoài thôi. Thì sau đó thì cổ lại gian dâm, cổ ăn ngủ như gần như là 40 người đàn ông làm ngày. Thì mỗi lần ăn ngủ như vậy đó, cái linh của ma quỷ ở trong cái người đó nhập vào cổ, thấy cô đẹp nhập vào cổ. Và 40 cái linh như vậy nó quấy phá cổ đến độ mà cổ bực bội, nó nóng nảy, nó cổ bức nức, cổ chịu không được. Một buổi chạy bạn tối, cổ đứng ngoài trước cửa, cổ nói là chú quỷ ơi, sao mà xuống đây mà trị mấy con quỷ này đi, nó vô nó phá cổ khó chịu quá như thế này. Thì cổ đưa miệng của cổ mời gọi, thì lúc đó chú quỷ đi ngang và chú quỷ vô ăn nằm với cổ mỗi ngày. Và khi mà cổ nói rằng khi mà chú quỷ đến với cổ đó, thì nó hiện nguyên hình ra là cái người yêu của cổ đến với cổ. Rồi khi mà nó xuất ra thì nó xuất ra nó thành cái hình của cái quỷ chúa. Và khi mà các mục sư khác đuổi đi đó, thì 40 con quỷ nhỏ nó đi hết, nhưng quỷ chúa nhất định nó bám cổ của nó không chịu đi. Sau cùng sư khác đuổi đi, thì bữa đó cổ lên cổ làm chứng là tất cả mọi chuyện trong cuộc đời cổ. Chúng ta thấy nè, cái chuyện ma quỷ nó có thật không phải là không. Thành ra đối với chúng ta đừng nên là chúng ta cúng bái, là chúng ta mời gọi quỷ nó đấy. Và ở trong Kinh Thánh ngay rõ ràng cho biết chúng ta những người cúng tế là cúng tế các quỷ. Khi chúng ta cúng tế thì đồ cúng đó, ma quỷ nó đến nó quậy ở trong ô uế nó, chúng ta ăn vào ma quỷ nó phải nhập vào chúng ta, ma quỷ nó đừng cúng tế. Ở đây sách Cô-rinh-tô cho biết rằng chúng ta không muốn, Chúa không muốn chúng ta thông trọng với các quỷ làm sao này. Quý vị nhớ điều này nha, cái vấn đề đồ cúng nó quan trọng vô cùng, chứ nó không phải bình thường đâu. Ngoại trừ trường hợp ví dụ như chúng ta đến một nơi nào đó mà chúng ta đã cúng rồi, chúng ta vô tình không biết thì mình không nói, nhưng mà chúng ta biết đó là đồ cúng thì đừng bao giờ. Vì ma quỷ có thể nó theo đồ cúng đó mà nó vào trong cơ thể chúng ta. Ở trong sách Chớp đoạn 7 câu 9, như mây tan và biến mất, thế nào thì người sống ăn cũ cũng không còn trở lên được nữa. Chúng ta nhớ điều này, thể mây đã tan ra thì người sống ăn cũ không được trở lên nữa. Sách Truyền Đạo đoạn 9 câu 5 và 6, người sống thì biết mình sẽ chết, nhưng kẻ chết chẳng biết gì cả, chẳng có phần thưởng gì cho họ, vì kỷ niệm về họ đã rơi vào quên lãng. Chúng ta ghi những cái địa chỉ như này để chúng ta nhớ. Đây là những điều nó rất quan trọng chúng ta để làm chứng cho những người như biết Chúa. Người sống thì biết mình sẽ chết, nhưng kẻ chết chẳng biết gì cả, chẳng có một phần thưởng gì cho họ, vì kỷ niệm của họ đã rơi vào quên lãng. Nghe cái sự yêu thương ganh ghét và sự đố kỵ của họ cũng đều tiêu tan, họ sẽ chẳng bao giờ được giữ phần gì trong mọi việc xảy ra dưới ánh mặt trời. Thành ra chúng ta đừng có sợ rằng người chết vẫn còn giận mình, ghét mình hay là ấy này kia. Tất cả mọi cái sự đố kỵ, giận hờn của họ đều tiêu tan hết, họ chết là tiêu tan hết. Thành ra chúng ta đừng có sợ người chết, người chết không có làm được gì chúng ta. Thành ra ở đây tôi thấy là tất cả những người chết không có thể làm được cái gì dưới mặt trời.
sách Truyền Đạo đoạn 9 câu 10: mọi việc tay con làm được, hãy làm hết sức mình, vì trong âm phủ là nơi con đang đi đến, chẳng có công việc, chẳng kế hoạch, tri thức hay là sự khôn ngoan. Đối với những người chết không có một cái tri thức, không có khôn ngoan, không có gì hết. Người đạo thờ ông bà, họ đặt nền dưới nước. Trong Châm Ngôn đoạn 1 câu 8: hỡi con ta, hãy nghe lời khuyên dạy của cha, đừng từ bỏ cung phép của mẹ con. Sách Ê-phê-sô thì nói rằng: hỡi người làm con, hãy vâng lời cha mẹ mình trong Chúa, hãy chú kính cha mẹ ngươi để ngươi được phước và sống lâu trên đất. Đối với người đạo thờ ông bà, nói là tôi tin Chúa xong rồi bỏ ông bỏ bà, nó không có như vậy. Ở đây Chúa dạy chúng ta rõ ràng rằng cái người con cái phải có hiếu với cha mẹ. Không có Chúa nào mà dạy chúng ta có hiếu với cha mẹ hết. Thành ra ở ngoài người ta hiểu lầm cái vấn đề đó, người ta tưởng rằng mình theo đạo Chúa xong rồi cái mình bỏ cha bỏ mẹ, tại vì mình không đúng rồi họ nói mình bất hiếu. Sách Châm Ngôn đoạn 23:22 thì nói rằng phải tôn kính cha mẹ, và cái sách Timôthê cũng phải gọi là phải tôn kính cha mẹ. Còn mấy phút nữa sẽ được giúp nữa. Số thì bảo rằng phần thưởng cho kẻ hiếu kính cha mẹ là sống lâu trên đất mà Đức Chúa Trời ban cho. Số 21 còn 1 thì hình phạt cho người con bất hiếu: kẻ nào đánh cha mẹ mình sẽ bị xử tử, kẻ nào mắng cha mẹ mình cũng sẽ bị xử tử. Thấy cái thời mà thủ ước đối với chữ hiếu, Đức Chúa Trời rất là nghiêm khắc, cứ con bất hiếu là sẽ bị xử tử. Rồi quý vị có câu hỏi nào về đạo thờ ông bà không? Buổi trưa sau khi ấy xong thì chúng ta sẽ bước qua cái vấn đề làm chứng cho người đạo Công giáo. Đạo Công giáo là một trong những cái đạo rất là khó để làm chứng, mà chúng ta phải biết cách thì chúng ta có thể làm chứng được. Rồi quý vị nào có câu hỏi nào về đạo thờ ông bà, tôi sẽ trả lời cho quý vị. Nên còn ông bà có lời con ngồi với gia đình các chị, thì cho gia đình biết là con tin Chúa, nên mà cứ hàng tuần cứ sáng chủ nhật con đi học cùng Chúa, bây giờ cứ một bữa chị á có nói là không biết này học cùng Chúa vậy tốt hay không không biết, nhưng mà hay vậy mình công việc á, nhưng mà về phần con không biết là công việc gia đình đó thì thường là làm buổi chiều nhiều hơn, buổi sáng thì nó cũng ít chứ không nhiều, nhưng mà chị nói chung là họ chăm chích, nhưng mà nó là mày đi tụi con chú về bỏ việc nhà rồi đó đâu, rồi mày không phụ giúp tao việc mẹ ba mẹ thì vậy, mày có hiếu hay không tao không biết, nhưng mà có một kiểu là mày làm cho ba mẹ không vui rồi thì vậy gọi là mày có hiếu với cha mẹ hay sao. Cái điều đó cũng đau đớn trong lòng, chứ con cũng cảm thấy không biết trả lời như thế nào, mặc dù mình cảm thấy nó mình đi thờ Chúa là đúng, nhưng mà khi mà chị nói vậy mình cũng cảm thấy đau đớn, mình cũng rồi tôi biết ngay cái điểm này để tôi chỉ em một cái điều để mà sau này cùng với tất cả quý vị hiểu luôn. Nên nhớ rằng mình mà đi thờ phượng Chúa mà quỷ xung quanh không có thích đâu, nó chống đối, đúng không? Ở trong nhà chỉ có một mình em tin Chúa, mà còn bao nhiêu người khác chưa tin Chúa, tức là họ còn sống ở trong sự kèm kẹp của ma quỷ. Và khi mà đối với ma quỷ nó kèm kẹp những người đó, thì họ sẽ tìm cách chống đối em. Em nên nhớ rằng cái người chị em nói câu đó không phải là người chị em nói, mà là một cái linh ở sau lưng của người chị đó sử dụng vô miệng của người chị chống đối em. Nên nhớ rằng một người ở trong gia đình mình đang chống đối mình đừng ghét người đó, vì người đó là người thân của mình, mà chúng ta ghét cái linh ở sau lưng đó, nó đang sử dụng cái mồm miệng đó chống đối lại. Thành ra ngay cả tôi cũng vậy, có những lần tôi đi truyền giáo, những người thân trong gia đình chống đối lại, câu lời tôi chỉ mặt dân Đức Chúa Giêsu đói buộc cái linh hồn đi ra khỏi người này, và sau đó cái
tính tình không nói. Bây giờ tôi chỉ em thế này, mười mốt bài chị em có nói đó. Em xây mặt lại còn còn dinh nữa như tôi biết là bảo người cầm mỏng không được chống đối lưng người kia như tôi nữa thì nó thẳng rồi đó. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ là trói buộc người phải đi ra khỏi nhà này. Nó đi ra bà chị đến liền mua bốc làm thử à. Chúng ta nên nhớ rằng những cái người chống đối mình nó không phải là người đó mà là cái linh ở sau lưng. Tại vì mình đi thờ phượng Chúa nó ghét, nó chống đối mình, thành ra mình trói buộc cái linh đó, đuổi nó đi, đuổi nó đi thì nó đi. Thành ra quý vị cứ làm như vậy đi, hãy ở trong gia đình mà có người nào chống đối mình nói đừng chỉ mặt nó đâu lúc là có cái, nhưng mà quay mặt cái cả nhà này trong gia đình vui sướng đi. Ta công bố tất cả cái linh mà đang chống đối này, người phải đi ra khỏi này. Ta trói buộc trong danh Đức Chúa Giêsu, ta trói tay người vừa đi ra khỏi nơi này, người không được chống đối danh Đức Chúa Giêsu này. Đủ nó đi, nó sẽ đi ra. Rồi em thấy nó tự nhiên nó đỡ im lặng. Bởi vì cái người chị mình nó không có chống mình đâu, cái linh ở trong gia đình nó chống đối mình. Ok, quý vị bữa nào làm thử đi, ở trong nhà mà có người nào chống đối làm thử đi, có kết quả thì mình được. Rồi quý vị nào có câu hỏi nữa? Cảm ơn Chúa là chúng ta biết trông cậy vào Đức Thánh Linh để chúng ta biết cái linh của mình, chúng ta có được không? Nhiều người đi theo Chúa họ không biết sử dụng. Chúa nên nhớ rằng Chúa trang bị cho mỗi người con cái Chúa danh hơn Chúa Giêsu, quyết Chúa Giêsu và lời Chúa. Ba cái vũ khí đó mạnh vô cùng, ma quỷ nào cũng sợ ba cái vũ khí đó. Mà nếu chúng ta biết sử dụng đúng cái danh đó, biết sử dụng quyết Chúa Giêsu, biết sử dụng lời Chúa, ma quỷ nó chạy mất, nó không chống đối nữa. Thành ra quý vị thấy mà hãy mở trong gia đình, có người nào chống đối gì không, chúng ta cầu nguyện trong danh Chúa, trong quyết Chúa, trong lời Chúa, trói buộc nó, nó chạy đi. Rồi trả lời được câu hỏi của em không? Tôi muốn áp dụng thử nha. Rồi quý vị còn câu hỏi nào nữa? Ok, thôi nếu không có thì giờ xin mời tất cả quý vị đứng lên. Rồi giờ mời em cầu nguyện. Cầu nguyện cho sáng nay rồi cho ngày cuối cuộc đời sống của con, để khỏi cho chúng tội lỗi con tâm. Nên ngày nay chúng con được quyền trở nên là con trai của Ngài, của Chúa Trời con. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm, sự phước hạnh của Ngài đã ở cùng chúng con. Amen. Con từ giờ đầu giờ này, quỳ xin Chúa ngày dạy bằng trên đời sống của con. Thánh Linh Ngài cao cấp nhắc nhở đời sống con. Nếu như chúng con có điều gì sai trật, điều gì sai không đẹp lòng Ngài, thì Chúa ở trong quyền năng công danh Chúa Giêsu con ra xa khỏi đời sống chúng con để chúng con tự do đến với Ngài. Chúng con học mọi lời Ngài Chúa. Ngài ban cho con sự khôn ngoan, sự thông sáng từ nơi chúng Ngài. Để chúng con nghe lời Chúa, chúng con áp dụng vào công việc Chúa. Để Chúa ở ngoài hầu đó và lời Chúa được rao truyền ra khắp đất, để nhiều người hơn nữa sẽ quay lại và cùng Chúa cùng với chúng con. Chúa ơi, xin Chúa tiếp tục để dạy thời gian nhớ chúng con. Thời giờ đầu giờ cuối như ngày ban ơn chúc Chúa lên một sư của Ngài được ơn, một sư được ơn, chứ mà Chúa không phải bởi môn miệng ông, nhưng bởi phần lớn của Chúa dạy người kiện nên tấm lòng ông, để ông sẽ truyền giảng cũng dạy dỗ chúng con những điều mà ông đã học hỏi và tích lũy trong suốt những ngày qua, để ông dạy dỗ chúng con và chúng con áp dụng vào công việc Chúa. Chúa ơi, nguyện xin Chúa ở cùng con ngày ban ơn chúc Chúa mọi chương trình, mọi tiến bộ việc trong sự rập rè của Ngài. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con sẽ ý nhau trong sự cầu nguyện. Dân Chúa Giêsu Christ làm chứng khó nhất, tại vì những người Công giáo thì họ nói rằng tôi đã có Chúa rồi, tôi không cần Chúa nữa. Thành ra thành ra đối với người Công giáo, chúng ta hãy hết sức cẩn thận khi chúng ta làm chứng về Chúa cho họ. Tại vì đối với họ, với chúng ta là chúng có cùng một Chúa mà thôi. Nhưng mà cái nhìn của họ nó khác với cái nhìn của chúng ta. Người Công giáo họ chỉ đến để mà đi, gọi là đi lễ, đi đến đó để mà thờ phượng, nhưng mà để đi xem lễ thôi, để coi ông cha ông làm cái lễ thờ phượng. Còn chúng ta là đi thờ phượng, là chúng ta đến
ca hát tôn vinh Chúa và chúng ta học hỏi lời Chúa. Thành ra cái sự học hỏi nó sẽ giúp cho chúng ta được lớn lên trong Chúa. Nhưng mà đối với người Công giáo thì họ không có học hỏi nhiều, mà họ chỉ đến đó thì để đi xem lễ. Thành ra họ đặt niềm tin, cũng cùng niềm tin với chúng ta, nhưng mà buộc vào đó họ không có lời Chúa. Thành ra đời sống của họ cũng vẫn giống như người thế gian. Họ những người Công giáo họ vẫn hút thuốc, vẫn uống rượu, vẫn chửi thề, mà đôi lúc họ cũng có những cái đời sống giống như người thế gian rất là nhiều. Thành ra chúng ta không ngạc nhiên. Do đó mà khi làm chứng cho người Công giáo, chúng ta nên nhớ thế này: đừng bao giờ cãi lẫy với họ, đừng bao giờ tranh luận với họ về bà Maria, về những cái lễ chuộc tội, những cái lễ mà đi cầu nguyện để mà cho luôn linh hồn siêu thoát gì đó, để cho nhẹ tội này kia gì đó. Đừng bao giờ cãi lẫy với họ. Chúng ta chỉ nên lặng yên lắng nghe, rồi chúng ta lần lượt dẫn dắt họ trở về với lời Chúa. Và chỉ có lời Chúa là họ thức tỉnh và họ sẽ tin nhận. Thành ra nếu mà chúng ta đi cãi với họ là họ sẽ cãi hoài, không bao giờ chúng ta có thể làm chứng được. Với kinh nghiệm ở trong làm chứng cho những người Công giáo, lúc chúng tôi ở ngoài Nha Trang thì ông mục sư Hồ Đấu và mục sư Hồ Đấu cũng như dẫn một cái người bạn, người đó là một người Công giáo từ bên Mỹ qua. Và hai ông bà đã làm chứng hoài bao nhiêu lần không chứng minh không được Chúa, không nghe là không thành tựu Chúa được. Nó là tôi đã có Chúa rồi, tôi không có tin gì thêm nữa. Nhưng mà bữa đó đưa cái bà đó đến gặp tôi, ông cũng đi cùng với một cái người mục sư khác nữa, hai người mục sư thì đến nhà tôi cũng ngồi trong một cách như vậy. Khi mà tôi nghe nói bà này là Công giáo thì ông cũng có nói rằng tôi làm chứng hoài mà bà không chịu tin Chúa. Tôi mới nói thôi bây giờ mục sư ngồi đây ngồi cầu nguyện giùm tôi, im lặng cầu nguyện giùm tôi để tôi làm chứng. Cái tôi bỏ ra trong vòng cuối đầu tôi nói về lời Chúa, nói về Chúa Giêsu, nói về sự cứu rỗi. Sau cùng tôi mà tin nhận Chúa, cầu nguyện cho tiếp nhận Chúa để tôi tin. Cái điểm mà chúng ta cần biết để mà làm chứng với người Công giáo là đừng bao giờ tin được. Yes. Không bao giờ là được người Công giáo về cái tính lý của họ. Ở bây giờ để biết được cái điều đó thì chúng ta sẽ coi thử, tôi phân tích ra những cái điều tính lý của người Công giáo thế nào và Kinh Thánh đã dạy như thế nào, thì chúng ta dùng những Kinh Thánh, dùng những lời Chúa để chúng ta hướng dẫn họ. Ở đây chúng ta thấy là giáo hội Công giáo La Mã đã thêm những giáo lý không có trong Kinh Thánh. Nên nhớ rằng tất cả mọi giáo lý, tính lý của Đức Chúa Giêsu dạy nằm ở trong cuốn Kinh Thánh này. Nhưng mà những cái gì dạy bên ngoài cái Kinh Thánh là những điều mà do con người đặt ra, mà không có cái sự hướng dẫn từ trong Kinh Thánh. Chẳng hạn như cầu nguyện trực tiếp với Đức Mẹ, với các thánh và các thiên thần vào năm 600. Năm 600 là họ đã bắt đầu họ cầu nguyện với Đức Mẹ. Mua chứng thư xá tội để giảm thiểu thời gian ở ngục luyện tội vào năm 1190. Nhớ rằng chỉ có Công giáo mới có cái ngục luyện tội. Ở đây không có trong Kinh Thánh, không có chỗ nào nói về ngục luyện tội hết. Trong Kinh Công giáo thì họ có ngục luyện tội. Xin tội với linh mục vào năm 1215. Từ năm 1215 là họ bắt đầu, họ có người nào có tội lên xin tội với linh mục, và linh mục cầu nguyện tha tội cho. Và chúng ta sẽ học cái tính lý những cái người linh mục, tại sao họ dám tự xưng rằng là họ tha tội. Thánh Kinh thì được liệt vào danh sách cấm giáo dân đọc vào ở Toulouse là Pháp vào năm 1229. Từ năm 1229 là tất cả những người giáo dân trong Công giáo không được đọc Kinh Thánh, chỉ có các bậc linh mục là tức là cha đó là mới được đọc Kinh Thánh mà thôi. Và cái ngục luyện tội thì từ giáo lý nâng lên thành tính lý bởi cộng đồng Florence vào năm 1430.
truyền thống giáo hội được thừa nhận có uy quyền tương đương như kinh thánh bởi cộng đồng Trent vào năm 1545. Đức mẹ vô nhiễm nguyên tội được giáo hoàng Pius thứ 9 công bố vào năm 1854. Giáo hoàng này đã công bố rằng Đức mẹ là người vô tội, vô nhiễm, và Đức mẹ cũng lên trời giống như Chúa Giêsu. Đối với họ thì họ cho rằng con họ đã lên trời thì lẽ nào để mẹ dưới đất. Do đó mà Đức Chúa Giêsu đã thăng thiên thì Đức mẹ cũng lên trời. Sự vô ngộ, tức là không sai lầm của giáo hoàng, được cộng đồng Vatican công bố vào năm 1870. Đối với người Công giáo, họ cho rằng Đức Giáo hoàng là người vô tội. Và Đức Giáo hoàng, Đức Giáo hoàng là một người coi như là đại diện cho Đức Chúa Giêsu ở dưới trần. Do đó họ đặt tất cả niềm tin vào Đức Giáo hoàng, Đức Giáo hoàng nói gì là phải nghe đó. Do đó mà đối với họ, Đức Giáo hoàng là người vô tội. Trái ngược với trong Kinh Thánh, Kinh Thánh bảo rằng không một người nào cũng bình thánh, người những người trong trên thế gian này người nào cũng đều có tội hết. Thì Đức Giáo hoàng cũng là con người như chúng ta, Đức Giáo hoàng cũng là có tội. Và Giáo hoàng Benedict thứ 15 đã công bố Đức Mẹ là đấng đồng công cứu chuộc với Đức Chúa Giêsu. Và Đức Mẹ đã về trời được Giáo hoàng Chris công bố vào năm 1950. Một cái điểm mà chúng ta không thể chấp nhận được, đó là nói rằng Đức Mẹ đồng công cứu chuộc. Có nghĩa là cái sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Giêsu, nhưng mà đối với họ, Đức Mẹ cũng nhận được sự cứu rỗi nữa. Con người cũng có quyền mà ban cho cái sự cứu rỗi nữa. Thành ra đối với họ, họ đặt Đức Mẹ quá cao và gần như thay thế Đức Chúa Giêsu. Cũng cùng thờ phượng Chúa như vậy, nhưng mà con người đã đặt thêm những điều lệ sai với lời Chúa. Bây giờ đối với người Công giáo, thứ nhất, chúng ta hãy tìm những điểm chung để tạo sự thông cảm. Những điểm chung đó là gì? Ví dụ như họ nói về bà Maria, chúng ta cũng kêu bằng bà Maria. Chứ khi mà làm chứng cho họ, chúng ta cũng kêu bà Maria, chứ đừng có kêu bà Mary hay là gì, cái tên hơi khác chút. Chẳng hạn như ông Pierre của chúng ta thì họ gọi là ông Thánh Pedro. Đó, thì mình cứ kêu là ông Thánh Pedro. Ví dụ mình một vài cái tên danh từ của người Công giáo, chúng ta được dùng sử dụng ngôn từ của họ để làm chứng cho họ. Thì chúng ta dùng những từ ngữ của người Công giáo thường dùng để tạo sự gần gũi dễ hiểu. Thì chẳng hạn như Chúa Giêsu thì họ gọi là dùng Chúa Kitô, thì chúng ta cũng kêu Chúa Kitô, thì chúng ta làm chứng cho ông Phêrô và Maria. Và đặc biệt điều thứ ba là tránh kích bác và tranh luận với họ. Đừng bao giờ tranh luận đúng lý đối với người Công giáo. Chúng ta có tranh luận cãi hoài từ sáng tới chiều cũng không đi tới đâu hết. Thành ra không thể, chúng ta càng tranh luận chúng ta không thể nào làm đúng cho họ được. Khi làm chứng với người Công giáo trong một tinh thần học hỏi lời Chúa, thì chúng ta không nên có tinh thần lên án họ. Nhiều lúc mình nói là chỉ có Chúa Giêsu là có người được tha tội thôi, mà tại sao ông cha lại tha tội, mình phải lên án họ hay gì kia, thì gần như là mình đã thành người chống đối họ, thành ra họ khó rồi. Cái điều thứ năm là tìm cách trưng dẫn Kinh Thánh một cách chính xác. Những cái điều sau đây chúng tôi hướng dẫn với quý vị toàn là những lời Kinh Thánh, làm thế nào để chúng ta dẫn họ trở về với Kinh Thánh. Và lời Kinh Thánh thì không ai bẻ mình được, phải không? Mình có sách, có chứng, có cớ đàng hoàng đối với họ, họ đâu có biết, họ đâu học Kinh Thánh đâu, họ biết. Thành ra mình dùng lời Kinh Thánh mình đem ra, mình làm chứng cho họ là họ không cãi với mình được. Rồi kế tiếp là chúng ta hãy dẫn họ đến với Chúa Giêsu để họ nhận được sự cứu rỗi. Cái điều cuối cùng, thật sự tất cả những người theo đạo Công giáo chưa nhận được sự cứu rỗi. Và quý vị có biết rằng những lúc mà quý vị đứng hát tôn vinh Chúa đây, Chúa nghe được cái lời ca tiếng hát của chúng ta được mới về chân của Chúa, tại vì chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi rồi.
thì lời hát chúng ta đã được tha tội rồi, lời hát chúng ta mới đến về chân của Chúa. Khi chúng ta nhận được sự cứu rỗi rồi thì chúng ta cầu nguyện, lời cầu nguyện chúng ta mới đến được với Chúa, Chúa Trời. Còn những người chưa nhận sự được sự cứu rỗi, chưa được khả năng để mà trước mặt Chúa, chưa tiếp nhận Chúa làm được cứu tế đó, họ ca lời ca của họ đến trần nhà đụng rơi xuống, họ cầu nguyện, lời cầu nguyện của họ chỉ đến trần nhà xong đụng rơi xuống, tại vì tội lỗi ngăn cách giữa chúng ta với Chúa Trời. Đức Giêsu là đấng trung bảo mà khi mà họ chưa tin nhận Chúa thì cái lời cầu nguyện của họ, lời hát của họ không đến được với Đức Chúa Trời. Thành ra dù họ có đến trong đền thánh, họ ngồi đó họ cũng ca hát như bao nhiêu người khác, họ cũng cầu nguyện như bao nhiêu người khác, nhưng tất cả những điều đó là vô nghĩa đối với trước mặt Chúa. Chúng ta nhớ điều này, chỉ có những người tin và nhận Chúa Giêsu là đấng cứu thế của mình, ăn năn tội lỗi của mình và mình tội lỗi mình được tha, thì lúc đó lời cầu nguyện cũng như lời ca hát của mình Chúa mới được trọng đến để cho cuộc sống mà thôi. Chúng ta nhớ điều đó. Bây giờ chúng ta hãy coi thử những điểm khác biệt. Những cái hàng chữ trắng đó là những điều mà những người Công giáo tin tưởng. Hàng chữ vàng là những điều ở trong lời Kinh Thánh. Thành ra đây là mình dùng lời Kinh Thánh để mình xác nhận những cái tính lý của người Công giáo. Đối với người Công giáo, cấm giáo dân đọc Kinh Thánh. Ở trong Kinh Thánh, Chúa dạy chúng ta là chúng ta phải nghe, học, đọc, suy gẫm và làm theo lời Chúa trong Kinh Thánh, phải không? Chúa dạy ở trong Giô-suê, chúng ta phải suy gẫm lời Chúa ngày và đêm. Chúng ta đọc Kinh Thánh, nghe Kinh Thánh, nghe lời giảng Kinh Thánh, đọc Kinh Thánh, suy gẫm Kinh Thánh, học Kinh Thánh và làm theo lời Chúa. Cho nên chúng ta đọc và chúng ta thực hành. Còn ở Đức Giáo Hoàng thì cấm giáo dân đọc Kinh Thánh. Nhưng mà vào cái lúc sau này đó thì bên Công giáo họ gọi là Công giáo cải tiến, họ bắt đầu họ cho một số anh chị em ngồi lại cùng học Kinh Thánh, thấy người tin lành làm họ bắt chước và đọc Kinh Thánh. Và cũng có một số cải tiến khác, các ông cha bắt đầu dạy về Đức Thánh Linh cầu nguyện, thì cũng có họ bắt đầu họ cải tiến. Ở bên Công giáo họ đặt giáo hoàng là đầu giáo hội. Giáo hoàng là cao hết thảy rồi, không có ai hơn giáo hoàng hết. Nhưng mà Kinh Thánh chép rằng Chúa Kitô là đầu hội thánh, Chúa Giêsu là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Ngài ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 23. Ở bên Công giáo họ danh xưng Đức Giáo hoàng là Đức Thánh Cha. Thấy cái danh chữ Đức Thánh Cha nó lớn dễ sợ, phải không? Đức Thánh Cha. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 9 cũng đừng gọi người nào ở thế gian là cha mình, vì các ngươi chỉ có một cha là đấng ở trên trời mà thôi. Chỉ có một Đức Chúa Trời chúng ta gọi là cha mà thôi. Còn ở đây họ gọi Đức Giáo hoàng là Đức Thánh Cha. Có những ông cha cái chức vụ là linh mục. Cha mẹ của ổng gặp ổng cũng kêu bằng cha luôn, xưng con, gọi ông linh mục bằng cha xưng con, đúng không? Thành ra tôi thấy một cái chuyện nó chói tai, nó không đúng chút nào. Điều thứ tư là quyền tha tội và buộc tội. Giáo hội thì dạy rằng quyền tha tội được Đức Chúa Giêsu giao lại cho các giáo hoàng và các linh mục. Quý vị biết tại sao mà họ nghĩ rằng cái quyền tha tội được giao lại cho Đức Giáo hoàng không? Để chút xíu cái bằng dưới tôi kể cho nghe. Ở trong Kinh Thánh ở Mác đoạn 2 câu 7b, ngoài một mình Đức Chúa Trời còn có ai tha tội được chăng? Không có ai tha tội được ngoài chỉ một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Và sở dĩ mà họ chút xíu cái phần sau nữa sẽ nói về nữa. Về phần thờ hình tượng, người Công giáo thờ Chúa bằng hình tượng, họ tạc rất nhiều tượng và tin được rằng cái tượng nó có linh khi có cha đến làm phép. Thường thường là họ đem những cái hình của ông Thánh Phêrô, ông
gia diệp ông thánh này thánh kia rồi đem về đó, rồi cái ông cha ông làm phép trên đó, là họ nói là trong linh nó có cái linh khi mà cha làm phép. Ở đây trong điều răn thứ nhì là chớ tạo hình tượng gì trên trời, dưới đất hay ở trong nước, chớ quỳ lại trước các hình tượng đó. Đó là lời Chúa. Mà từ thánh Phật giáo là nó bỏ điều này luôn. À, nó bỏ cái điều thứ hai luôn. Thành ra nó vẫn tiếp tục thờ hình tượng chứ. Giai cấp trong khung trung gian cầu bầu, người Công giáo được dạy rằng con người tội lỗi không đến được Thiên Chúa thánh khiết, cho nên phải qua Đức Mẹ các thánh cầu bầu lên cùng Thiên Chúa. Giống như ở đây kiểu mà chúng ta muốn lên gặp ông tỉnh trưởng thì giờ mình lên thấy là gặp ông khó quá, phải cầu bầu qua bà tỉnh trưởng. À, rồi cầu bầu ông chú bác gì đó, rồi cái chú bác nó lên gửi nóng lên giùm, nói lên giùm. Nhưng mà đối với trong Tân Ước thì bức màn màng ngăn cách đã xé làm đôi khi Đức Chúa Giêsu trút thời là cuối cùng, ý nghĩa không còn sự ngăn cách giữa loài người với Thiên Chúa nữa nhờ sự chết của Chúa Kitô. Nên nhớ rằng khi Chúa bảo rằng mọi việc đã xong rồi thì bức màn từ trong nơi chí thánh đã xé làm đôi, mở màn cho một cái giao ước mới. Tất cả con cái Chúa này muốn những quý vị học thật kỹ vào sách Hebrew, tại vì sách Hebrew nó là một cái tính lý rất là cao. Khi mà Chúa đã chết trên thập tự giá rồi, cái bức màn bị xé làm đôi rồi, cái giao ước mới được khởi động. Cái khởi đầu là gì? Nghĩa là từ trước đây đó, tất cả các con chiên, mỗi lần mình có tội, mình phải giết một con bò, một con đồ, một con dê gì đó để làm của để tiêu để chuộc tội. Thì bây giờ Đức Chúa Giêsu chính Ngài làm con chim đó, đã thay thế cho tất cả mọi con chim. Thành ra Chúa Giêsu đã là con chim chịu chết thế cho tất cả tội lỗi của chúng ta. Và ngày trước A-rôn làm thầy tế lễ, và thầy tế lễ đó ở chỉ có trong cái đời của ông thôi, thì ông chết đi thì con cha truyền con nối. Tức là các thầy tế lễ cứ thay phiên nhau, cha chết đi thì con lên làm thầy tế lễ tiếp. Như vậy cứ cha truyền con nối liên tục, thành ra cái con người cũng không sống được lâu dài mà chỉ có trong cái khoảng thời gian giữa 60 tuổi đến 120 tuổi mà thôi. Nhưng Chúa Giêsu đã chiến thắng thần chết, Ngài đã sống lại và sống đời đời, do đó mà Chúa Giêsu làm thầy tế lễ đời đời của chúng ta. Ở trong sách Hebrew, Ngài là thuộc chi phái Melchizedek, tức là thuộc chi phái của vua Thiên Trần. Do đó, Ngài là thầy tế lễ đời đời của chúng ta. Ngài đến để cầu nguyện để mà xin tội cho chúng ta đời đời. Đồng thời, Chúa Giêsu cũng là đấng trung bảo. Ngài là đấng trung bảo giữa con người và Đức Chúa Trời. Khi con người, bởi vậy khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta cầu nguyện xong rồi, cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, Amen, là chúng ta cầu nguyện qua danh Đức Chúa Giêsu thì lời của chúng ta sẽ được chuyển đến Đức Chúa Trời. Và cuối cùng, Đức Chúa Giêsu là luôn luôn ngồi bên hữu Đức Chúa Trời để cầu thay cho chúng ta. Ngài luôn luôn cầu thay cho chúng ta, và Ngài cũng ban lại Đức Thánh Linh của Ngài ở vào lòng của mỗi người để mà Ngài dạy dỗ dẫn dắt đời sống chúng ta mỗi ngày, thánh hóa chúng ta. Do đó mà cái giao ước mới này nó chỉ có ở trong Chúa Giêsu mà thôi. Thành ra nếu mà chúng ta học thật kỹ cái sách Hebrew, chúng ta thấy rằng mỗi người chúng ta đã được có một cái giao ước mới với Chúa Giêsu là như vậy. Thành ra những cái giao ước cũ là cứ phải giết con chiên xưng tội rồi thầy tế lễ, hết thầy tế lễ này đến thầy tế lễ khác. Nhưng bây giờ chúng ta có giao ước mới với Đức Chúa Trời, ý nghĩa là không còn sự ngăn cách giữa loài người với Thiên Chúa nữa nhờ sự chết của Chúa Giêsu. Và qua sự chết của Chúa Giêsu, chúng ta ngồi ở nơi nào, Chúa là đấng toàn tri, đấng toàn tại, đấng toàn năng. Thành ra chúng ta ngồi nơi nào, ở trong phòng này hay trong phòng ngủ, chúng ta cầu nguyện cũng cái lời cầu nguyện ta cũng đến được với Đức Chúa Trời. Amen. Thành ra chúng ta được cái vinh hạnh đó, chúng ta được cái giao ước mới của Chúa, chứ không phải chúng ta phải đến đền thánh Jerusalem để mà cầu nguyện như trước nữa, mà chúng ta ở bất cứ nơi nào cũng có Chúa ở cùng chúng ta. Cái tính lý này nó thật quan trọng, tại vì thật sự đó
cái người Công giáo không hiểu được hết rồi. Thành ra chúng ta là người nắm giữ những tinh lý đó, nhất là chúng ta phải học cái sách Hebrew thì kỹ, chúng ta mới biết để mình thích rõ. Trong Timôthê đoạn 2 câu 5 thì vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jesus Christ là người, chỉ có một đấng trung bảo mà thôi. Amen. Chứ không, ngoài Đức Chúa Jesus không có ai hết, không ai có thể đứng giữa con người với Đức Chúa Trời. Bây giờ nếu giáo hội dạy rằng cần có giai cấp trung gian để cầu bầu thì chính giáo hội đã vô hiệu hóa cái thập tự giá của Đức Chúa Jesus Christ. Cái sự chết của Đức Chúa Jesus Christ ở trên thập tự giá để cho chúng ta có một đấng trung bảo ở giữa con người và Đức Chúa Trời, để làm hòa giữa con người và Đức Chúa Trời. Bây giờ họ nói rằng cầu bầu, cứ là bây giờ muốn lên cái lời cầu nguyện ta lên Đức Chúa Trời, chúng ta phải cầu bầu qua bà Mary, chúng ta cầu bầu qua ông Thánh Giuse này kia, ông Thánh Phêrô chẳng hạn. Thì như vậy chính họ cố tình vô hiệu hóa cái thập tự giá của Đức Chúa. Chúng ta thấy điều đó, điều đó là nạn vô cùng. Cái đó nó thuộc về thần học. Thành ra nếu mà chúng ta học thì thần học nó giải thích rất kỹ về vấn đề này. Thành ra đối với cái người Công giáo họ không hiểu được rõ cái này. Ở Ê-phê-sô đoạn 2 câu 16 thì nên nhờ thập tự giá đó Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể và làm hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Vấn đề đọc kinh. Người Công giáo việc dạy việc đọc kinh thay cho lời cầu nguyện bằng những bài soạn sẵn, đọc càng nhiều càng tốt. Tôi nhớ lúc còn nhỏ tôi ở gần chỗ nhà thờ Công giáo, tôi nhớ kính mà Maria này ông có Chúa Trời vào trong các lạ cứ đọc cứ là ra mà nhiều lúc đọc cũng không hiểu đọc cái gì, mà ngày nào cũng đọc cái đơn cái đoạn. Thành ra thằng đọc riết mình cũng học thủ lòng thì đâu. Ở đây chúng ta thấy sách Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 7 Chúa dạy như thế nào. Khi các ngươi cầu nguyện chớ dùng những lời lặp đi lặp lại như người ngoại, tức là đặt thành cái bài kinh rồi cứ đọc đi lại hoài. Đó không phải như vậy. Các tôn giáo tụng kinh vì họ tưởng lời mình nói nhiều thì được nhận. Không phải như vậy. Lời cầu nguyện của chúng ta qua cái thời giáo ước mới này, chúng ta cầu nguyện với cha chúng ta sao? Chúng ta tâm tình giống như đứa con tâm tình với người cha, dễ dàng vô cùng. Quý vị thấy không? Mình nói chuyện với cha mình giống như mình tâm tình với một người cha của mình, chứ không phải là cái lời đọc kinh mà cứ phải lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Tôi đọc đạo Phật thì đọc, tôi đọc cái đoạn kinh này 100 lần để thầy được siêu thoát cái gì đó. Thôi họ nghĩ tùm lum tà la, nó không đúng như vậy. Đức Philip đoạn 4 câu 6 thì nói rằng: nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện này xin và sự trả ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Chúng ta cứ sử dụng tất cả những lời kinh thánh thì họ không bẻ chúng ta được chút nào hết, tại vì đấy là lời Chúa rõ ràng, thấy không? Ở trên đó thì mỗi lần mà bên Công giáo tất cả đứng dậy, đó là lời Chúa, cứ vậy đó mà đọc đi lặp lại. Chúa xong rồi ta ơn Chúa, thành ra không cứ lặp đi lặp lại những cái lời đó. Nhưng mà lâu lâu mà cứ mà nghe được câu vô câu kinh thánh cái đó là lời Chúa rồi, học chưa học rắn kinh thánh rồi. Bây giờ tới của ăn của cúng hình tượng. Sau cộng đồng Vatican II, giáo hoàng đã mở rộng cho việc cúng lại người chết. Giáo hoàng cho phép cúng lại người chết, nhang đèn những người ngoại và cho ăn của cúng hình tượng. Ở trong kinh thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta không được ăn của cúng. Thành ra chúng ta thấy cái lặng vàng như này, sách Corinto thứ nhất đoạn 10 câu 20 nói rằng của cúng hình tượng là cúng các quỷ chứ không phải đối với Thiên Chúa. Ai ăn của cúng là thông đồng với các quỷ. Chúng ta thấy là nặng dễ sợ. Mình ăn của cúng hình tượng là mình thông đồng với các quỷ. Nặng lắm. Giờ nói về chủ nghĩa độc thân, các ông cha, các dì phước phải ở độc thân, muốn đi tu là phải ở độc thân. Chúng ta thấy người Công giáo cho rằng
linh mục là hiến thân cho Chúa để giữ sự thánh khiết cho nên giáo hoàng cấm tu sĩ lập gia đình. Họ quan niệm sự chung đụng thể xác là phần phàm tục, tu sĩ phải diệt dục vả lại có gia đình chỉ lo việc đời mà thôi. Luật này đã ấn hành vào năm 1123. Do đó các linh mục, các vị sơ không được lập gia đình. Nhưng mà các linh mục, các vị sơ có còn trong thể xác con người không? Có cái trong thể xác con người. Cái nhục dục có đòi hỏi không? Vẫn đòi hỏi. Do đó mà họ phải ép xác họ. Rồi khi ép xác không được thì họ phạm tội. Ở quý vị có nghe ở bên Mỹ đó, họ bên đó thì họ công khai các ông cha biết mà dẫn mấy đứa con trai mà đi theo cầm cái đồ mà để mà phụ lễ đi đi phụ ông cha, cái ông cha giết mấy đứa con trai độc tính. Thành ra cha mẹ nó về nên thưa các ông linh mục, và số tiền mà đi ra tòa, tòa thì ra tòa là họ phạt thẳng, họ bắt các nhà thờ đó phải bồi thường cả mấy bao nhiêu triệu đô la cho các gia đình vì cái sự xâm phạm tình dục đối với các quy đấu tình dục đối với các đứa trẻ. Rồi một lần, mấy lần trước cũng vậy, có lần tôi đi máy bay từ ở bên Houston tôi bay qua bên Los Angeles, ở đó chờ đón máy bay để mà đi về Việt Nam thì gặp một ông cha, ông già lụ lụ, một cái bà khoảng chừng 40 bốn mấy tuổi đi theo hầu ông cha, như là chăm sóc ông cha từ chút nữa là ông cha như là ông vua, bà này như là hoàng hậu đi theo, là chăm sóc đủ mọi thứ hết. Và tôi không hiểu là như vậy rồi ông cha có phạm tội không, tôi không biết được. Thành ra ở bên Mỹ một ông cha, ông linh mục này năm đó trên 70 tuổi, không biết khiến thế nào một bà giáo dân đón ông lên xe ben đậu ở trên mặt trên cái bãi đậu xe ở ngoài, rồi cái họ thấy chiếc xe nó rung rinh, cảnh sát ập vào tưởng là bệnh xe và mở cửa thấy hai người đưa làm tình động. Thành ra ông này ông linh mục ông tu suốt đời của ông tới giờ đó cuộc đời ông coi như là bán đi hết. Vì thế thành ra tự cái chế độ độc thân là ép xác để làm con người để mình đè nén, nhưng mà mình không giữ được thì nó lại phạm tội. Ở sáng thế ký thì cho biết rằng loài người ở mình không tốt. Chúa biết trước rồi, Chúa nói rồi, Chúa tạo Adam, ông nói loài người ở mình không tốt. Do đó mà Chúa đã lấy cái bà sườn của Adam nắng thịt lên hà sinh khí vào đầu mũi để làm để giúp đỡ cho Adam. Thành ra nên nhớ rằng Chúa lúc nào tạo ra có đôi, có người nam và người nữ để nó quân bình, chứ Chúa không bao giờ để mà con người phải bị ép sát như trong tình huống giờ. Hôn nhân là luật thánh do Thiên Chúa thiết lập ở trong Sáng Thế Ký đoạn 18:14, và mọi người phải tôn trọng hôn nhân ở trong Hebrew đoạn 13:4. Hôn nhân là nhu cầu của con người mà Thiên Chúa ban cho. Có cái gì đẹp đẽ cho bằng một chú rể nắm tay cô dâu thành hôn trong những ngày hôn lễ, đẹp đẽ vô cùng. Chúa đặt ra con người là phải có nam có nữ để sinh tồn và để nòi giống của con người tiếp tục. Mà nếu mà con người mà sống độc thân là đi ngược lại với Chúa, thật sự nói như vậy. Và Chúa cũng bảo rằng nếu ở được một mình thì tốt, như Phaolô thì tốt, nhưng nếu mà mình biết là mình không giữ được thì nên đàn bà nên có chồng, không nên có vợ, chứ đừng nên ép sát mình. Hôn nhân là nhu cầu của con người mà Chúa đã ban cho. Các vị tông đồ, ông Thierry cũng như đã có gia đình, cùng đi khắp nơi để phục vụ Chúa. Những cái môn đồ của Chúa họ cũng có gia đình vậy, họ cũng đưa vợ của họ cũng đi phục vụ Chúa khắp mọi nơi, họ cũng sống như bao nhiêu người khác.
Giáo hội Công giáo thì dạy rằng muốn được tha tội thì phải xin tội với linh mục, và chỉ có linh mục mới quyền làm phép giải tội, nếu không thì tội không được tha. Bởi vì họ căn cứ vào kinh thánh Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 19, ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi, thể điều gì mà ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ mở ở trên trời. Khi mà câu này là phán cho ông Pierre, nhưng mà họ căn cứ vào câu này rồi họ bảo rằng giao cái quyền đó cho các linh mục để mà tha tội, tại vì ông linh mục ông sẽ phán thế nào thì trên trời cũng sẽ cho phép như vậy. Quyền Công giáo đã làm cho đức tin của giáo dân nương vào nơi con người, họ chỉ biết người ông cha tức là linh mục, và nếu không có linh mục thì họ không được tha tội, thì họ chỉ biết có linh mục thôi, hãy có tội là phải đi tìm một linh mục để mà xin tội. Họ chỉ đến với con người, và chính con người cũng tội lỗi và khiến cho giáo dân tôn sùng linh mục hơn. Người ta chỉ lo tôn tin tôn sùng linh mục tại vì ổng được tha tội, nhưng mà ổng cũng là con người, ổng cũng có tội giống như mình nha, mà ổng đã có tội thì làm sao ổng tha tội được. Chỉ có Chúa Giêsu là người vô tội cũng có thể tha tội chúng ta mà thôi. Giờ lấy câu hồ. Giáo hội Công giáo dạy rằng bên cạnh thiên đàng và địa ngục còn có một cái ngục luyện tội. Cái chỗ này thì nó không có chỗ nào nói trong kinh thánh hết. Nói ngục luyện tội. Người ta tin rằng có ngục luyện tội là nơi của người chết trong giáo hội ở để chịu luyện sự đau khổ trong ngục vì tội mình đã phạm. Và muốn thu ngắn thời gian ở ngục luyện tội cho người quá cố thì người còn sống phải bỏ tiền ra xin lễ cầu hồn, và linh hồn ấy được buộc hay mở tùy thuộc vào tiền xin lễ nhiều hay ít. Chúng ta thấy điều này nó sai hoàn toàn. Khi mà một người đã chết rồi đó thì những người sống đó mới đem tiền lên cho một ông cha để ông cầu hồn dùng ở trong một nguyện tội, thì ông cầu nhiều đó thì những cái người này sẽ được tha tội sớm, ông cầu ít thì người này ở trong một nguyện tội lâu hơn. Câu hỏi như vậy, mấy người giàu có tiền thì họ được cầu nguyện được tha tội, còn mấy người nghèo không có tiền thì chắc họ ở một nguyện tội dài hoài, không có sự công bình nào hết. Thành ra cái linh hồn không thể nào dùng tiền mà mua chuộc cái tội lỗi được. Đối chiếu với kinh thánh, không có chỗ nào trong kinh thánh nhắc về một luyện tội. Kinh thánh mô tả chỉ có ở hai nơi của con người sau khi chết: thiên đàng là cho người tin nhận Chúa được tha tội, và địa ngục cho người không tin nhận Chúa chưa được tha. Chỉ có hai chỗ. Chết chúng ta một là lên trời, hai là xuống dưới địa ngục. Nếu chúng ta tin Chúa và làm theo lời Chúa thì chúng ta được lên thiên đàng. Quý vị nên cái chỗ này cũng nên cẩn thận chút xíu, vì rất nhiều người họ nói rằng tôi chỉ cần tin Chúa là tôi được lên thiên đàng, rồi cái họ sống buông thả, họ phạm tội bình thường. Như vậy quý vị nghĩ là họ được lên thiên đàng không? Không. Chúa bảo rằng những người nghe và làm theo, nhớ được không? Chúa nói rõ này, chỉ nghe và làm theo lời Chúa thì mới được hưởng nước của trời thôi. Thành ra những người mà tin nhận Chúa rồi mà không làm theo lời Chúa thì cũng sống như thế gian. Chúng ta thử coi một cái nắm, cầm một cái nắm muối. Muối xuất phát từ đâu? Từ nước biển, phải không? Tức là muối đã được cạn lọc ra rồi, nước biển. Bây giờ lấy một nắm muối nó quăng xuống dưới nước biển thì cái gì xảy ra? Hòa tan lại với nước biển hết. Cũng vậy, con người của chúng ta tin nhận Chúa mà không làm theo lời Chúa, sống theo như một người thế gian, thì con người chúng ta cũng hòa đồng có tội như người thế gian, không có gì thế mất thế gian và biến vào trong thế gian. Thành thử ra những cái người mà có niềm tin nói rằng tôi chỉ cần có một lần tôi tuyên xưng tin Chúa rồi tôi được lên thiên đàng, không phải như vậy. Chỉ những người làm theo lời Chúa thì nó khó thật sự đó.
quý vị nếu mà càng đọc Kinh Thánh mà nghiên cứu thật kỹ từ lời từ chữ này, quý vị rất là sợ vô cùng. Chúa bảo chúng ta phải sống một cách thánh khiết. Sẵn dịp đây tôi tạm trọng lại cho mình một xíu để giải thích cho quý vị nghe. Khi mà mình đến, mình đã tin mà nhận Chúa, đầu tiên chúng ta ăn năn tội lỗi, thứ hai tiếp nhận Chúa làm đấng cứu thế của mình. Chúng ta chỉ mới bước qua giai đoạn đầu của một chứng tân binh, giống như mặc cái áo lính vào, người ta đứng ở xa ta nhìn vô là kêu chú lính, chưa biết gì hết, phải không? Cho tới lúc chúng ta tập quân sự, tập đi, tập đứng, tập chào kính, tập bắn súng này kia, học một khóa quân sự xong rồi, người ta mới gọi mình thật sự chú lính. Cái giai đoạn 2 này đó là giai đoạn mà Đức Thánh Linh thánh hóa chúng ta. Khi mà chúng ta tiếp nhận Chúa rồi đó, liền lập tức Đức Thánh Linh vào trong lòng của mình, và Đức Thánh Linh ở cùng con người của mình, và Đức Thánh Linh nhắc nhở từ tư tưởng, lời nói, việc làm của mình mỗi ngày. Chúng ta làm điều sai, mới từ tư tưởng sai cái Chúa nhắc liền, à cái đó sai, mình phải ăn năn Chúa liền, tư tưởng sai. Một lời nói chúng ta làm bích lòng người bạn mình, Chúa nhắc nhở, chúng ta ăn năn với Chúa thì chúng ta nhận được sự tha thứ. Và cái hành động chúng ta sai quấy, chúng ta phải ăn năn với Chúa liền, tức Chúa Thánh Linh nhắc nhở chúng ta. Cái giai đoạn thánh hóa con người đó, đó là cái giai đoạn mà chúng ta sẽ được lên thiên đàng hay không, là cái giai đoạn này. Cái giai đoạn gọi là đã được tái sinh và được thánh hóa. Thứ nhất là chúng ta được tái sinh, tức là tiếp nhận Chúa. Thứ hai là giai đoạn thánh hóa. Thánh hóa để mỗi ngày chúng ta được càng giống Chúa Giêsu hơn. Chúa Giêsu vô tội, chúng ta phải được mỗi ngày càng giống Chúa hơn thì chúng ta sẽ được thánh hóa. Còn cái bước thánh hóa mà chúng ta không làm được, chúng ta vẫn sống như người thế gian, thì chúng ta vẫn phải xuống địa ngục. Tại vì chúng ta có tội, chúng ta phải đền tội. Thành ra quý vị ơi, cái giai đoạn này là giai đoạn ân điển của Chúa Giêsu. Thay vì Ngài đã xuống trần rồi để phán xét thế gian, nhưng Ngài còn chậm lại, Chúa chờ đợi để chúng ta cứu thêm nhiều người nữa, nhờ đến với Chúa. Thành thử ra chúng ta hãy kịp, mỗi người chúng ta kiểm điểm lại mình, ăn năn tội lỗi của mình càng sớm càng tốt. Tôi không biết quý vị thế nào, tôi bây giờ nhà tôi mỗi ngày quỳ xuống cầu nguyện ăn năn cái lỗi của mình mỗi ngày. Thật sự trong cuộc sống chúng ta, trong ngày chúng ta có nhiều lỗi, những cái tư tưởng sống xa mình, vô tình mình không biết, những lời nói chúng ta vấp phạm với những người bạn, có cái đau đớn nào mà mình đi theo Chúa trong suốt thời gian lâu dài rồi ngày Chúa đến Chúa bỏ mình lại, tại vì mình còn mang tội nhiều, không có gì đáng cho bạn, phải không? Thành ra chúng ta phải tập cái ăn năn tội lỗi trong đời, đừng có nghĩ là chúng ta chỉ có tin Chúa rồi chúng ta được lên thiên đàng. Chúng ta phải làm theo lời Chúa, phải sống một cách thánh khiết. Chúa bảo rằng ta là thánh thì các ngươi cũng phải nên thánh. Phải sống một cách thánh khiết. Thánh khiết có nghĩa là gội rửa tất cả mọi tội lỗi. Từ cái tư tưởng chúng ta suy nghĩ sai quấy cũng là đã phạm tội rồi, chứ không phải đợi chúng ta làm sao. Thành ra cái vấn đề mà trước mặt Chúa đó nó quan trọng lắm. Chúng ta cứ nghĩ thử rằng một cái bài thi, họ nói bài thi này phải được vướng 100 điểm thì mới đậu, phải không? 100 điểm thì mới đậu. Tôi thánh khiết mới có được cũng hơi hơi thôi, được 98 điểm, quý vị 98 điểm cho họ cho đậu không? 98 điểm vẫn rớt. Cái tiêu chuẩn của Chúa rất là cao, chứ không phải là thấp đâu. Thành ra Chúa bảo rằng cái ngày mà Chúa chọn, cái người tin thì nhiều nhưng mà cái ngày người được chọn rất là ít. Chúng ta phải cẩn thận điều đó. Tại vì chúng ta còn sống trong thế gian, cái tội lỗi còn vây quanh chúng ta rất là nhiều. Ma quỷ Satan nó cám dỗ chúng ta mỗi ngày. Thành ra chúng ta hãy cẩn thận, đặc biệt là về cái lưỡi. Nãy giờ tại sao mà trong cái bài buổi sáng nay tôi nhấn mạnh về cái lưỡi nó rất nhiều là vậy, hoặc là những lời Chúa là như vậy, để cho quý vị nhìn thấy là cái tội lỗi nó quan trọng vô cùng. Thành ra mình phải tránh xa mọi tội lỗi chúng ta có thể, để chúng ta được cứu. Chúng ta không biết rằng ngay mình đương nói chuyện gì, lỡ chiều nay Chúa đến mình đặt câu hỏi, con đã sẵn sàng chưa để mà mình có thể được Chúa rước mình về thiên đàng.
mới chân thôi, mới vừa buổi sáng hôm nay mới còn đương giận ông bạn của mình nên mình chưa tha thứ ông được, cái chiều nay chú đến mình ghét luôn, phải không? Chú mình, chú bảo rằng mình ghét người bạn của mình bằng cái tội giết người là nó nặng lắm á, nhiều lúc mình không để ý chúng, phải không? Yeah. Thành ra chúng ta phải hết sức cẩn thận trong lời Chúa. Chúa cái tiêu chuẩn của Chúa cao lắm chứ không phải không? 100 điểm mới đậu là phải đúng 100 điểm, 99 điểm cũng rớt này. Thành ra chúng ta phải để ý được đó. Thiên đàng là cho người nhận tin nhận Chúa được tha tội, và địa ngục cho người không tin nhận Chúa, tội chưa được tha. Giáo hội thì đặt ra ngục luyện tội để qua đó thu tiền làm lợi như đã làm bùa xóa tội để bán kiếm tiền xây đền thờ thánh Phêrô ở trong thời Trung cổ. Hồi xưa đó họ đặt ra cái luật, cái ngục luyện tội để mà người ta bỏ tiền ra nhờ các công gia thu vào cái tiền đó để mà dùng cái tiền đó để mình xây cái đền thờ. Ở đây cái Phêrô thứ nhất đoạn 1 câu 18 thì nói rằng sự cứu rỗi không nhờ tiền mà mua được. Ta nhớ là sự cứu rỗi là Chúa cho không cho chúng ta, Chúa cho không thôi, chỉ có ai chỉ tin và nhận là chúng ta nhận được sự cứu rỗi chứ không thể dùng tiền mà mua được. Giáo hội dạy như vậy thì người giàu có tiền xin lễ còn giá vào được hết, còn người nghèo thì làm sao vào được nơi thiên đàng, phải không? Yeah. Cái điều này là cái điều mà nếu chúng ta suy nghĩ, cái người công giáo này họ có suy nghĩ xa như thế này. Đối với Chúa, sự cứu rỗi ban cho một cách hiên thông. Sách Ê-phê-sô đoạn 1 câu 6 câu 7, vì Chúa Giê-xu đã xong mọi tội của con người trên thập tự giá rồi. Ngài đã chết trên thập tự giá, Ngài trả xong hết tất cả các tội của chúng ta, chỉ có cần tin và nhận thôi. Còn có tội lỗi nào trong một luyện tội là cái đó người ta đặt ra. Chúa đã trả hết tội cho chúng ta rồi, chúng ta chỉ cần tin và nhận. Lễ cầu hồng hoàn toàn sai trật vì không tin vào sự chết của Chúa có đủ thẩm quyền để cứu con người ra khỏi địa ngục. Vì thấy điều đó đúng không? Họ không tin vào sự chết của Chúa Giê-xu có thể có thẩm quyền cứu con người ra khỏi địa ngục. Thứ hai, không tin lời Kinh Thánh phán. Thứ ba, khiến cho người ta nhờ cậy nơi con người, chỉ phải nhờ cậy linh mục để ông cầu nguyện là tha tội thôi. Thứ tư là khiến cho con người ta cậy nơi tiền bạc. Và kế tiếp nữa là người ta cậy vào tiền bạc, người ta không lo ăn năn khi còn sống, vì họ hy vọng rằng sau khi chết họ cũng được lên thiên đàng, chỉ cần có tiền để xin lễ của họ. Thật ra họ không lo ăn năn, còn sống họ cứ sống phạm tội đi rồi gần chết rồi cái họ cứ lo tiền để mà cầu mong. Ý lại thật ra cái điều này đó nó thuộc về cái thuộc về thần học rồi, nó rất là cao siêu. Thật ra mình nghĩ những cái điều này á, mình phân tích ở trong thần học ra sai hoàn toàn hết. Giờ tôn sùng bà Maria, giáo hội đã vẽ ra một đức mẹ để tôn sùng trên cả Thiên Chúa ba ngôi. Chẳng hạn như họ gọi bà Maria là mẹ Thiên Chúa hoặc là nữ vương trên trời. Thiên Chúa, Chúa trên trời là cao nhất rồi, mẹ của Thiên Chúa. Chúa đã sử dụng bà Maria như là một con người để sinh ra Chúa Giê-xu, nhưng mà họ sử dụng, họ gọi đó là mẹ Thiên Chúa. Và gọi nữ vương trên trời. Mà nếu chúng ta học về vấn đề thuộc linh đó, nữ vương trên trời này đó là thuộc về giờ chúng ta hãy coi thử sách Luca đoạn 1 câu 46-48. Bà Mary thì nói rằng linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi, vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tới Ngài. Nay từ rày về sau muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước. Chính bà Maria cũng chỉ nói rằng tôi là kẻ có phước, tại vì Chúa đã chọn bà để mà sinh ra Đức Chúa Giê-xu. Chứ bà không, bà cũng vẫn tôn thờ Đức Chúa Trời là của Chúa của bà.
Rồi kế tiếp nữa, họ tôn sùng bà Mary là mẹ đầy ơn phúc. Họ nói rằng Thiên Chúa là đầu, Đức Mẹ là cổ, Hầu Thánh là mình. Chúa ban cho Đức Mẹ đầy ơn phúc, mục đích để Đức Mẹ đổ tràn xuống cho hết thảy mọi người. Đó là Chúa là đầu đó, Mẹ là cổ, hay cổ xây bên nào thì là cái đầu xây theo bên đó. Tức là hãy mẹ muốn xin cái gì thì là Thiên Chúa phải nghe theo. Nghe là phải là lệnh con. Ở trong sách Luca đoạn 11:28 thì nói rằng Đức Chúa Giêsu đáp rằng những kẻ nghe và giữ theo lời Đức Chúa Trời và phước thân. Một điều nữa, họ tin rằng Đức Mẹ đồng trinh. Giáo hội thì dạy rằng ngợi khen Thánh Mẫu đồng trinh. Họ luôn luôn tin tưởng rằng bà Maria là người mẹ đồng trinh. Ở đây chúng ta vẫn tin Chúa Giêsu được sinh ra bởi người nữ đồng trinh, nhưng bà Maria không đồng trinh trọn đời, vì Chúa Giêsu kết vì Chúa kết hiệp Giuse với bà Mary là vợ chồng. Chúa bảo bà, tức là quý vị thấy ở trong Kinh Thánh còn nói Gia Cơ là em Chúa Giêsu, phải không? Cặp anh em của Ngài. Tức là sau Chúa Giêsu và Mary vẫn còn sanh anh em của Chúa nữa. Nhưng mà đối với họ, họ tin rằng Chúa và Mary đồng trinh. Họ dùng cái chữ đồng trinh đó để tôn sùng bà Mary một cách đặc biệt. Mình tin bà đồng trinh nhưng mà họ thì tin bà đồng trinh trọn đời. Dạ. Xong xong rồi cho bà đồng trinh trọn đời. Rồi kế tiếp nữa, họ tôn sùng bà Mary là mẹ của nhân loại. Kinh Mân Côi, Giáo Hoàng Leo thứ 13 giới thiệu rằng Đức Maria là mẹ Thiên Chúa. Thứ nhất là mẹ Thiên Chúa, mẹ nhân loại, mẹ của Hội Thánh, cùng là mẹ của chúng ta. Ở trong Kinh Mân Côi trang số 54. Tốt đấy, họ tin tưởng vào Kinh Mân Côi. Và ở trong trang 58 thì biết rằng lại Đức Maria mẹ Thiên Chúa và là mẹ loài người, mẹ đem sự sống muôn đời cho nhân loại. Thấy nghĩa là họ tôn sùng bà Maria một cách đặc biệt. Thành ra đối với người Công giáo đó, họ được dạy như vậy. Mà nếu chúng ta vì lý do gì đó mà chúng ta bài bác bà Mary là họ chống đối dễ sợ. Họ tôn sùng bà Mary hơn cả Chúa Giêsu. Cái trong điều đó là trong đầu. Mục đích của chúng ta học những cái này để làm gì? Để chúng ta đối chiếu biết rằng cái niềm tin của người Công giáo như thế nào. Yeah. Để khi làm chứng chúng ta đừng có động tới những cái niềm tin chân lý của họ, những cái chỗ nhạy cảm mà chúng ta phải tìm những cái lời Chúa cho để mà dẫn họ về. Đối chiếu với Kinh Thánh, các vị Công đồ không bao giờ nhắc đến bà Mary là mẹ của Hội Thánh, cũng không bao giờ nhắc đến người. Ở trong Kinh Thánh gần như là chỉ có nhắc đến bà Mary sau khi sanh Chúa là hết, và cũng như là cho đến cái lúc mà Chúa bị đóng đinh thôi, rồi bà xuất hiện thôi. Chứ bà không có gọi là mẹ Thiên Chúa chỗ nào hết. Thiên Chúa đã tạo nên con người không nhờ mẹ, vào sáng thế ký, đoạn 2:7. Chúa sẽ tạo ra con người không phải nhờ mẹ. Cũng như Thi Thiên 139, con người chỉ có một cha ở trên trời mà thôi. Rồi thêm điều nữa, họ tin tưởng là Đức Mẹ hồn xác lên trời, tức là bà Mary bà đã được thăng thiên. Ngày 3 tháng 11 năm 1950, trong lễ các thánh, Đức Giáo Hoàng Phi 12 đã tuyên bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời. Giáo hội lý luận rằng con lên trời lẽ nào để mẹ ở dưới đất. Đối với họ, cái niềm tin của họ quá cao. Họ bảo rằng Đức Chúa Giêsu đã thăng thiên thì cái lý do nào để bà Mẹ ra dưới đất được? Mẹ của Chúa mà sao để dưới đất được? Thành ra bảo rằng Đức Mẹ hồn xác lên trời hết. Trong Kinh Thánh, Mary sống đồng thời với các vị môn đồ, tức là thời kỳ Kinh Thánh ở trong Tân Ước. Đối với các môn đồ, bà Mary cũng sống đồng thời với các môn đồ của Chúa. Nhưng Kinh Thánh không bao giờ nói đến việc Mary lên trời. Chúng ta thấy nguyên cuốn Kinh Thánh không có đọc thấy chỗ nào mà nói bà Mary lên trời. Rồi kế tiếp là Đức Mẹ hằng cứu giúp. Người đấy quy quyền mẹ Thiên Chúa, hễ Đức Mẹ xin thế nào thì Chúa cũng phải nghe. Ở trong Kinh Mân Côi trang 75 tới 77,
Hãy rồi Đức Mẹ Maria mà xin thế nào thì Chúa Giêsu cũng phải nghe. Tại vì mẹ là mẹ Chúa mà. Yeah. Giáo hội dạy này, Chúa Cha đã ban cho Chúa Con quyền trên trời dưới đất. Nay Chúa Con lại trao quyền tối cao ấy cho mẹ Ngài. Ở trong trang 77. Ở trong Kinh Thánh đâu có nói chỗ nào mà trao quyền. Chúa trao quyền. Ở đây ở Kinh Minh Hội họ biết ra. Ở trong Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 28, Chúa Giê-xu tuyên bố rằng hết cả quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Quyền phép trên trời dưới đất đã nằm ở trong tay Chúa Giê-xu hết. Hãy nhân danh Chúa Giê-xu mà cầu nguyện với Thiên Chúa ở trong gian. Ở trong Phi-líp đoạn 2 từ câu 9-11, cũng vì đó là Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên đất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất phải được quỳ xuống, và mọi lưỡi phải được xưng Jesus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Ở đây Kinh Thánh cho biết là chỉ có Đức Chúa Giêsu là cao cả nhất, không có ai lớn hơn Chúa nữa. Nhưng mà đối với họ, họ vẫn tin rằng Chúa đã giao quyền để cho bà Mary. Bây giờ nói tới danh. Nói là mẹ Maria danh đến mọi danh. Kinh Mân Côi ở trong trang 120 thì nói là họ nghe danh Thánh Maria, các thánh trên trời thành tâm kính bái, ma quỷ chúng một hình toàn thân run sợ, các giáo dân đồng tâm kính tôn. Nghĩa là ở trong cái Kinh Mân Côi đó họ đã biết như vậy. Giờ đối với Thánh Trini thì tôi đã quỳ xuống thờ lại và nhận Đức Mẹ là Thiên Chúa. Nhận Đức Mẹ là Thiên Chúa. Con Đức Mẹ là Đức Chúa Trời luôn. Tức là Đức Chúa Trời đó. Đúng thì cơ đạo ơi. Đối chiếu với Kinh Thánh, Chúa Giê-xu là trên danh trên mọi danh. Ở trong Kinh Thánh còn 29 cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, ban cho Ngài danh trên đất, hầu cho ai nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu mọi đầu gối trên trời dưới đất cũng bên dưới đất để phải được quỳ xuống. Từ sáng giờ ngồi xa sương quá cho nên nó lạnh. Lạnh hả? Dạ. Bây giờ phải như là cần cửa sổ nó nóng. Rồi, Đức Mẹ cai trị trong nước Chúa Kitô. Đức Mẹ là nữ vương ban sự bình an. Giáo hội Công giáo La Mã đã tôn xưng trên 200 danh hiệu để xưng tôn Đức Mẹ. Đây là một Maria do giáo hội vẽ ra, chứ không phải là hình ảnh của Maria thật. Tất cả những điều giáo hội Công giáo dạy đã làm cho công giá chuộc tội của Chúa Giêsu không còn đủ thẩm quyền để cứu con người. Yeah. Giao hết cho bà Maria rồi. Đã áp dụng phương thức tôn giáo của dân ngoại như thờ hình tượng, đọc kinh, diệt dục là điều không có trong Kinh Thánh. Tà dâm thuộc linh đó chính là thờ hình tượng. Thờ hình tượng là tà dâm thuộc linh. Ăn của cúng hình tượng, thông đồng với các quỷ, tà dâm thể xác là cấm cưới gả, chủ nghĩa độc thân, diệt dục là một trong những con đường dẫn đến tà dâm. Người ta tà dâm lén, tà dâm kêu bằng phạm tội đó. Có thể ngay trong tư tưởng khi con người cố chống lại những luật hôn nhân của Thiên Chúa. Bây giờ chúng ta hãy chú ý trở lại khi làm chứng cho một người Công giáo. Nãy giờ là chúng ta coi cái tính lý của người Công giáo thế nào để chúng ta biết họ nghĩ gì, và để khi chúng ta nói để đừng động chạm đến tính lý của họ. Thứ nhất, đừng tranh luận đối với người Công giáo. Họ nói mẹ Maria của họ là cao cả nhất, là cứu Chúa, là tha tội, là cái gì gì đó, cầu bầu gì đó. Đừng cãi lý, mình chỉ lắng nghe thôi. Thứ hai, hãy lắng nghe họ. Họ nói gì thì họ nói, cứ lắng nghe. Bây giờ điều thứ ba đây, chúng ta chú ý hướng họ về lời Chúa. Nãy giờ lời Chúa ở trong này, sự cứu rỗi của Chúa như thế nào ấy đó, chúng ta đem lời Chúa ra chúng ta nói với họ. Tại vì chúng ta có lời Chúa, có sách, có chứng đàng hoàng. Đối với họ, họ chỉ tin là nghe lời nói thôi. Yeah. Thấy không? Mình đem lời Chúa ra nói với họ. Rồi kế tiếp, điều nói điều thứ hai ở trong điều làm chứng là nói về tội lỗi của con người. Ai cũng phạm tội hết. Đức Mẹ Maria cũng phạm tội luôn. Ông cha linh mục cũng phạm tội luôn.
bà sơ cũng phạm tội luôn. Thành ra không có con người nào mà không phạm tội hết. Vì mọi người đều. Rồi kế tiếp nữa, chúng ta tập trung nói về sự cứu rỗi của Chúa Giêsu. Đi trở lại ba bước, mấy cái bước đầu của làm chứng, phải không? Mình đánh ra luận xong rồi, chúng ta nói về hướng họ về lời Chúa, xong rồi mình nói về tội lỗi, mình nói về sự cứu rỗi của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Khi mà họ nhìn biết sự cứu rỗi rồi, dẫn họ ra lời tội, tin và nhận Chúa ra lời. Rồi bây giờ đối với Công giáo, quý vị có câu hỏi nào không? Tôi nghĩ rằng làm chứng của Công giáo rất là khó cho mình. Thành ra chúng ta phải khéo léo, nhất là những cái điểm này chúng ta nên bắt chước đi theo đúng những cái tiêu chuẩn này. Thường thì người Công giáo em thấy rằng là họ nghĩ rằng là họ đã có Chúa rồi. Bây giờ nếu họ tin Chúa thì họ nói là họ đã có Chúa rồi, nếu họ tin làm gì đó. Dạ. Nên em thấy rằng là cái câu mà để cái điều mà để mà giúp cho người Công giáo đó, họ có thể dễ bắt phục nhất, đó là dẫn họ trở về Đức Kinh Thánh là nền tảng. Dẫn về Đức Kinh Thánh đúng vậy. Đây là đây. Ví dụ như là anh em có thể sử dụng cái câu Kinh Thánh là Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 21 không phải những kẻ lạy Chúa đều được vào nước thiên đàng, nhưng chỉ có những kẻ nghe và làm theo ý muốn Cha trên trời. Quý vị phải ý muốn Cha trên trời là làm của Kinh Thánh, đó là làm của giáo hội. Nên đó là cái điều tránh cái vấn đề mà đụng vô hình tượng với lại Marie. Rồi. Có ai có câu hỏi gì nào không? Rồi nếu không có chúng ta sẽ nói tiếp vấn đề là kiếm cho người đạo phẩm. Ở đây chắc chúng ta sẽ gặp nhiều người đạo phẩm rồi, phải không? Trước đây tôi lúc còn nhỏ tôi cũng là cái đạo Phật. Mà đạo Phật đó là đạo Phật thật sự á, đi vô chùa vào ngày rằm mùng 1, ngày 30 mùng 1. Rồi ăn chay 1 tháng 6 ngày. Trong những ngày rằm với lại 30 mùng 1 thì lại vô chùa học đạo đức, học về kinh đục đạo đức, học về từ bi hỷ xả bát chánh đạo tứ diệu đế, nghe pháp. Hồi đó là tôi rất là siêng lắm á. Tôi còn nhớ hồi cái lúc mà tôi làm phi công sau này tôi đi bay đó, đi ở trong quân đội đi bay mà tôi xách theo lông Google ra một lon cơm, một lon đồ chay. Mấy đứa bạn tôi nói mày đi đánh giặc mà mày ăn chay cái gì. Nhưng mà tôi thì tôi tin tưởng khác. Tôi nói là tôi đi, mục đích tôi đi là tôi đi cứu người chứ không phải tôi đi giết người. Thế mà hồi xưa mà nghe nói rằng nếu mà tôi đương vai mà nghe nói có ở trong dưới đất có một thương binh nào mà bị thương á, thì nhớ là cái thương binh mà tại mặt trận á phải bóc họ về nhà thương. Thì cái chỗ đó nó nguy hiểm vô cùng, hai bên đương đụng độ nhau mà. Phải không? Cái người bị thương tại mặt trận đó, mình ở trên trời lơ lửng từ xuống thế này, ở dưới này đạn bắn lên, dễ trúng đạn. Thành ra ở trong cái ngành trực thăng á, họ cho biết rằng khi nào cái bãi đáp mà không an toàn, mình có quyền từ chối mình không đáp. Khi mà ở dưới mà có chỗ có đạn bắn lên, tu tủa nguy hiểm, thấy nguy hiểm quá, người bị công có quyền không đáp. Nhưng khi đi với tôi đó thì tôi lại nghĩ khác. Tôi nghĩ nếu họ bắn mình chưa chắc đã trúng. Trúng cũng chưa chắc là đã rớt. Mà rớt cũng chưa chắc là bị thương. Mà bị thương cũng chưa chắc đã chết. Mình còn tới 3-4 giai đoạn nữa. Còn cái anh thương binh ở dưới anh chỉ cần chậm chút xíu ra máu là chết. Thấy không? Mình tại sao mình không hy sinh qua 3-4 giai đoạn mà mình lo cứu cái anh này. Thành ra ở trên phi hành đoàn đó, tôi là một cơ ông kia thì ông cô bà lốt, rồi hai người cơ vi sở hữu mà sao trong hành đoàn 4 người. Người nào mà bay với tôi mà nghe nói tặng thương mà xanh hỏa mặt, tại vì tôi liều lắm. Nghĩa là đạn bắn thì họ cứ bắn, tôi xuống là tôi cứ xuống, tôi cứ nhắm làm sao tôi bốc được cái ông này thôi. Một cái chuyện mà họ bắn, họ biết cứ bắn cũng chưa chắc là trúng, mà trúng cũng chưa chắc là rớt, mà rớt chưa chắc là chết. Mấy giai đoạn anh thương binh anh chậm cái anh ra máu là chết rồi. Ta nói là tôi liều lắm, thành ra
chỗ nào mà có nghe nói là có thương binh, có bị thương cái gì dữ là tôi bằng mọi giá tôi cũng tôi bóc mấy ông đó. Đó là liều mạng đó, không phải liều mạng nhưng mà mình cái tình thương, yeah. mình nghĩ tới cái người yeah. khác mà mình quên mình. Ở trong đạo Phật gọi đó là vô quý tí. Vô quý tí là mình quên mình đi cứu người. Mình có thể bị ở dưới đạn bắn tụ lên. Quý vị biết trực thăng ở trên này xuống là ở dưới này nhiều lúc đạn bắn lên mình thấy đau lửa nó chạy ngay trước mặt mình dẫn nhau xuống mình bóc đá để mà bóc người thương binh lên tại mặt trận mà trận hai bên luôn đánh nhau mà. Thành ra cái mình mà quên mình cứu người cái đạo Phật gọi là vô quý tí. Thành ra cái bên đạo Phật tôi còn nhớ cái câu đó mà bảo rằng đó là cái pháp vô lượng bồ đề, không có một cái bố thí nào có thể để mua bằng cái đó. Ở bên đạo Phật thì tôi nhớ đó tôi học này, bố thí có tài thí, pháp thí, vô quý thí. Thành ra tôi mà làm chứng với đạo Phật là tôi làm chứng hay lắm, tại vì tôi nói chuyên toàn đạo Phật không à, tự hồ tôi dẫn họ vô chúa là họ không hay. Có tài thí, pháp thí, vô quý thí. Tài thí thì mình đem tiền bạc mình phải giúp đỡ cho họ, đem họ đói cho họ ăn, họ khát cho họ uống, họ lạnh thì cho quần áo họ mặc. Pháp thí là khi nào đời sống họ đau khổ mình đến làm chính, mà nói chuyện đạo đức cho họ để dẫn họ quay trở về. Pháp thí, vô quý thí là cái hình thức mình hy sinh mình để mình cứu người khác, mình quên cái nguy hiểm trong cuộc đời mình cứu các chúng người nãy đó. Tôi nói là đáp xuống mà nổ bắn phát luôn mà mình dẫn xuống mình bóc họ lên để đem họ về. Thành ra ở trong cái pháp bố thí đó, ở trong nếu mà so sánh với bên Chúa đó, thì tất cả cái pháp bố thí đó quay trở lại chỉ vì tình yêu thương của Chúa đó. Trong Chúa tình yêu thương có thể phá lấp tất cả, tức là một sự dây ràng buộc mọi sự lầm. Chúng ta có thể dùng tình yêu thương mà có thể cứu được bao nhiêu người khác, chúng ta cũng làm những cái như vậy, phải không? Là từ bi là gì? Là thương xót. Từ bi thương xót thì cái đó cũng là trong tình yêu thương. Hỷ xả là gì? Hỷ xả là vui vẻ bỏ qua. Bên đây cứ bảo ta tha thứ mà không phải tha thứ một lần mà tha thứ 70 lần 7. Chữ 70 lần 7 không phải là có nghĩa là 7 lần 7 49 rồi 490 lần, không phải vậy. Có nghĩa là cứ tự tha thứ hoài chứ không có nghĩa là 70 lần 7, mà có nghĩa là nhiều lần. Nhưng mà thú thật hồi đó tôi muốn kể lại cuộc đời tại sao mà tôi từ đầu Phật mà tôi tin nhận Chúa. Lúc tôi qua tới bên Mỹ này thì họ phát cho tôi cuốn kinh thánh ở trong nhà thờ CMA, họ bảo trợ một cuốn kinh thánh xanh xanh này, bên này cuốn Tân Ước thôi, một bên thì biết tiếng Anh, bên thì biết tiếng Việt. Mà tôi không hiểu sao tôi đọc cuốn kinh thánh tôi say mê một cách kỳ lạ. Thấy sao Chúa đọc Tân Ước mà thấy Chúa Giêsu đi tới đâu đem tình thương tới đó giúp đỡ mọi người, mà tôi đọc tôi mang theo đến sở làm mà hễ mà giờ mà thay vì ta cho nghỉ ngơi tôi sách kinh thánh ra tôi đọc say mê luôn. Rồi cái sau đó cái tôi tin Chúa, tôi thấy rằng tại sao mình tin Chúa. Mình nói rằng bên đạo Phật dạy tất cả những điều phải làm lành đánh giữ, tạo phước tạo đức này kia. Bên đây Chúa dạy mình cũng tập hình chỉ đem tình thương đến cho tất cả mọi người trong mình, không khác chút nào hết, phải không? Quý vị đồng ý không? Thế đạo Phật với đạo Chúa dạy về vấn đề mà sống xã hội giống y nhau, chỉ có một điều khác biệt thôi, đó là sự cứu rỗi mà không có một cái đạo nào khác đó. Một cái điều khác biệt đó là các giáo chủ của các tôn giáo khác thì dạy dỗ những người giáo dân của mình tìm kiếm con đường đi về thiên đàng, còn Chúa chúng ta thì từ thiên đàng đi xuống trần gian tìm người có tội làm cứu chúng ta về. Và khác cái chỗ đó là cái sự cứu rỗi, mà những cái đạo khác thì muốn chúng ta phải ăn hiền ở làm tu nhân tích đức tu phước tu huệ gì đó để mà chất chứa lên mỗi ngày phước đức mình nó nhiều chút xíu rằng mình lên tới niết bàn, phải không? Ở bên này Chúa dạy chúng ta chỉ cần tin và nhận mình lên thiên đàng. Giống như là nãy tôi nói là căn nhà 100 tầng đó. Chúa mở cái thang máy ra, đây là sự cứu rỗi ta, ai chấp nhận bước vô Chúa bấm nút cái chỗ đường lên tới hàng cái tầng trăm liền. Thấy sướng không? Cái người mình mà tin nhận Chúa mình sướng vô cùng, là Chúa nhận mình đi. Amen.
chứ mình chưa không dùng cái sức của con người của mình trong lúc các tôn giáo khác phải dùng cái sức của mình rất là khó. Thành ra tôi làm chứng với người đạo Phật, tôi nói chuyên toàn là đạo Phật không, tôi nói nào là tự bi hỷ xả cách tứ diệu đế là gì, bát chánh đạo là gì. Bát chánh đạo thì bên nay chúng ta có chính đế thánh linh, tình yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhiều nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiến độ. Mình nói tất cả những điều đó sẽ thích hợp đối với họ quá. Chánh tinh tấn, chánh gì đó tùm lum tà la hết trơn rồi, thì đó là những điều mà mình ở đây mình làm đúng vậy đó. Nhưng mà chỉ có khác biệt là sự cứu rỗi là không có, nên là mình dẫn họ với sự cứu rỗi. Quý vị đã tập căn nhà trong tầng ha, đạo Phật dạy quý vị chạy nè, rồi đi nè, rồi bò nè, rồi lết nè, đi hoài không tới trình trăm nổi. Chú này bảo mình vô trong thang máy, chú bấm nút cái đi ngang đoạn hồ sướng tụt khùng luôn. Tại sao mình không nhận, đúng không? Nó nhẹ vô cùng, mình không có dùng sức gì hết trơn, cái rõ chú đưa mình đi. Thành ra khi mà làm chứng cho đạo Phật, chúng ta cứ đem tất cả những cái gì của đạo Phật cần mình nói, tất cả điều của họ đều giống mình nhiều cái cuộc đời sống xã hội của đạo Chúa thôi, chỉ có khác có sự cứu đổi thôi. Và một điều khác biệt là giáo chủ của họ tìm chỉ cho họ tìm con đường để đi về thiên đàng, còn đằng này là Chúa Giêsu của mình từ trên trời xuống trần tìm người có tội cứu về. Chúa đã ở trên trời sẵn rồi, giờ Chúa xuống trần tìm người có tội cứu về, mà mình chỉ có chấp nhận là mình đi về với Chúa, sướng vô cùng luôn, phải không? Rồi bây giờ chúng ta coi thử đạo Phật nói gì. Câu chuyện về Thái tử Tất Đạt Đa là người sáng lập ra Phật giáo. Vấn đề đi tìm đạo của Thái tử Tất Đạt Đa đó là ông được sinh ở trong một cái triều đình của nhà vua Thái tử. Ngày kia ông đi chung du trong thiên hạ để mà ông đi khắp, thường thường là ông trong cung vua không có gì cũng sung sướng hết, ông chưa bao giờ thấy cái đau khổ bên ngoài. Thành ra ngày đó ông đi chung du, ông nhìn thấy cái những sự đau khổ của mọi người ở trong quy luật là sinh lão bệnh tử, người nào cũng vậy, cũng có sinh ra khóc que lớn lên cái già cả, rồi già cả rồi bệnh hoạn rồi chết. Đó là những cái mà con người cứ quay cuồng ở trong cái dòng luân hồi, sinh lão bệnh tử, sinh lão bệnh tử cứ như vậy. Và ông thấy nhiều cái tội ác như là tham sân si hỉ nộ ái ố, những cái tánh tình của con người nó hiện ra những cái tội lỗi. Đây là những cái tội lỗi đúng không ạ? Phải không? Đó là cái xác định không làm được. Bây giờ chúng ta coi thấy ông nghĩ thế nào. Ông thấy cuộc đời là bể khổ, thấy đời là sao bể khổ quá, cứ sinh rồi bệnh rồi lão rồi bệnh rồi tử, rồi sân si ganh tị đủ thứ á. Do đó mà ông thấy đời là bể khổ. Do đó năm 29 tuổi ông quyết định đi tìm thầy học đạo thuộc về môn phái Bà La Môn. Ông tu trì và ép sát suốt 6 năm ở tại núi Tứ Sơn. Ông xuống phía tây của sông Niên, ngồi dưới cây bồ đề và ông thề rằng nếu ta ngồi đây mà không tìm ra đạo lý, ta thề chết tại đây. Ông ngồi dưới gốc bồ đề và ông tìm ra cái đạo lý. Sau 49 ngày tịnh tọa thì ông nói rằng mình đã thành Phật, ông quang minh và sáng suốt. Lúc đó ông được 35 tuổi. Ông đi hành đạo tiếp tục truyền giáo cho đến suốt 45 năm, tức là khoảng chừng 80 tuổi thì ông qua đời. Thích Ca Từ Trần vào năm 80 tuổi. Trước khi ông chết, ông yêu cầu đệ tử tiêu xác hài cốt. Sau khi tiêu, cho đến bây giờ người ta cũng dùng để gọi, để thờ thì gọi là Ngọc Xá Lợi. Và ông chết khi ông nằm ở trên võng tại rừng Sa La bên bờ sông Niên, ngoài châu thành của Câu Thi La. Đây là câu chuyện của một Thích Ca, tức là Thái tử Tất Đạt Đa. Bây giờ giáo coi giáo lý Phật giáo dạy cái gì. Giáo lý Phật giáo không tin có đấng tạo hóa, không tin rằng Đức Chúa Trời đã tạo nên vũ trụ này. Và giáo lý Phật giáo tin tưởng rằng nguyên nhân mà sinh ra vũ trụ là do phong thủy hỏa thổ hòa hiệp và sinh ra tất cả vạn vật. Thành ra đối với các ông thầy phong thủy này kia đó là cứ như các ông bói toán này kia đó là cứ coi phong thủy hỏa thổ được tùm lum tà la.
và họ tin vào cái thuyết luân hồi. Đặc biệt người Phật giáo tin vào thuyết luân hồi, vũ trụ chúng sinh đều luân chuyển trong vòng luân hồi. Theo quý vị thì quý vị nhận xét về luân hồi như thế nào? Tin rằng có luân hồi không? Không có luân hồi. Tại sao? Bởi vì con người đã chết thì là không thể nào mà biến hóa để trở lại một con người khác hoặc là con vật gì khác được. Trở lại con người thì phải biến hóa thành con người. Bây giờ mình nói về khoa học nha. Mình nói khoa học trước đây. Bây giờ nếu mà bây giờ tôi cho thí dụ như có 1.000 người ở trên thế gian này, thì những người nào có tội đó thì bị đầu thai làm súc sinh, ngạ quỷ, mang lông lụa sừng, phải không? Theo đạo Phật. Người nào mà không có tội đó thì được đầu thai làm con người, luân hồi trở lại, phải không? Thì bây giờ 1.000 người đó có bao nhiêu người có tội? Theo mình đoán thử có bao nhiêu người có tội? 50% đi, phải không? Tức là có 500 người chết, một số làm ngạ quỷ, số làm súc sinh, mang lông lụa sừng gì đó, còn lại 500 người trở thành con người trở lại, đầu thai là con người trở lại. 500 người đầu thai trở lại có bao nhiêu người có tội? 50%. Mình cho 50% nữa đi, tức là 250 người sẽ thành ngạ quỷ và súc sinh, còn lại 250 người còn sống trên thế gian này đầu thai lên làm con người, phải không? Rồi 250 người đó đầu thai lên làm con người, bao nhiêu người có tội? 125 người. Thì có 125 người có tội đó sẽ làm ngạ quỷ súc sinh, còn lại 125 người làm con người đầu thai làm con người. Thì có nghĩa là như vậy, nếu mà cứ theo tỷ lệ như vậy đó thì là cái thế gian này mỗi ngày con người sẽ ít, càng mỗi ngày càng ít hơn, chứ không thể nào có nhiều hơn được. Tại vì ta có tội ta thành ngạ quỷ súc sinh hết trơn. Phải không? Đó. Cái số người còn mà đầu thai lên đâu còn nhiêu người nữa. Hết rồi. Nhưng mà tại sao cái thế giới này ta biểu ta cho cai đẻ? Tại vì nhiều quá. Sinh nhiều quá, còn thôi là thế giới giờ tới cả bao nhiêu tỷ người rồi. Đúng không? Mỗi ngày nó mỗi nhiều thêm. Thành ra bây giờ nếu mà nói về khoa học, cái thuyết luân hồi không có đúng. Dạ. Không đúng được. Với lại em thấy cái chỗ này nè, ví dụ như bây giờ mình nói rằng là sẽ chuyển thành súc sinh thì rồi mình lỡ mình ăn con bò, con heo hay là con chó gì nó hổn, mình đập cái lỡ mình cứ trúng cả ông nội bà nội gì đó là hổn lắm nữa. Đúng rồi. làm thịt con bò con heo gì đó trúng danh ông bà mình, ông bố nội mình cái thôi rồi á. Bây giờ tôi hỏi quý vị câu này. Câu này là câu hỏi về ở trong Chúa nè. Con vật nó có linh hồn không? Không. Theo quý vị con vật có linh hồn không? Không. Tại sao? Linh hồn chỉ có đó với con người. Chúa hà hơi là con người, chứ đâu có hà hơi là con người. Chúa chỉ hà hơi là con người. Bây giờ Chúa bảo rằng cái máu huyết là linh hồn gì, phải không? Hồn sống. Hồn sống. Mình cũng không có được ăn huyết, tại vì đó là thuộc về để máu huyết con người mà nó ra hết thì chết. Con vật mà lấy máu huyết là cũng chết, phải không? Yeah. Thì nó có linh hồn. Nhưng mà tại sao mình nói là con vật không có linh hồn? Con vật không có, chỉ có cái bản năng của loài thú. Linh hồn nó cái điều để khiến cho chúng ta có khả năng mà suy nghĩ và cảm xúc. Trở lại trong sáng thế ký, con vật Chúa tạo con vật thì sao? Phán. Phán một lời thì có con vật, đúng không? Chứ Chúa đâu có hạ đi đâu. Chúa phán một cái có con này, Chúa phán cái con kia. Đó. Thành ra con vật nó không có linh hồn. Con người có linh hồn là sau khi Chúa nói lời xong, Chúa hà sinh khí vào lỗ mũi thì trở nên một loài sinh linh. Chính cái loài sinh linh đó mới có linh hồn. Thành ra con người là một trong những con người, những cái loài linh vật khôn ngoan nhất, vì chúng ta có linh hồn.
con vật nó chết rồi nó hết, nó không có được. Để cho nghỉ giải lao chút xíu một chút. Rồi khoan, bây giờ muốn nghỉ giải lao phải không? Dạ. Rồi bây giờ thôi, giờ mình ra đây mình bắt đi em không. Cho anh em vui chơi có vui không? Chúng ta tiếp tục. Đối với người đạo Phật thì họ tin tưởng vào sự luân hồi và sự giải thoát. Giải thoát như thế nào? Phật giáo cho rằng sự giải thoát là do tự mình giác ngộ, ép sát, tu trì, tránh tham sân si và nỗ lực của chính mình. Chính vì vậy mà những người tu theo đạo Phật đó, đôi lúc họ đi lên trên núi, cất một cái am, một cái gì đó, họ tự ép sát, họ tu một mình họ, tránh đụng chạm với những cái xã hội của loài người bên ngoài. Thành ra họ nói rằng khi mà đối với xã hội loài người, họ đi xuống dưới này càng đụng chạm nhiều chừng nào họ càng bị tham sân si đó, thành ra họ rút vào bên rừng, bên núi, bên tu lên đó. Đối với họ là họ tìm cái ép sát như vậy. Ở người đạo Phật họ tin tưởng vào tứ diệu đế và bát chánh đạo. Tứ diệu đế là gì? Tứ diệu đế còn có khổ đế, có nghĩa là sinh lão bệnh tử, cho là khổ đế. Ghét yêu là khổ, không đạt được điều ưa muốn là khổ. Thành ra các thanh niên mà hễ mà tôi yêu cô đó mà yêu được cũng khổ. Cô này mà muốn yêu anh chàng nào đó mà yêu được cũng khổ, đúng không? Ghét đó là vấn đề, ghét yêu gì đó cũng là khổ. Rồi tập đế, nguồn gốc của khổ là do lòng ham muốn. Đối với đạo Phật, cái lòng ham muốn của mình, người thì muốn giàu sang, muốn nhà lầu, muốn xe hơi, mình muốn không được mà mình ước muốn hoài không được, mình cũng khổ. Trong đó là đó, họ cho là cái lòng ham muốn mình khổ. Diệt đế là tu hành ép sát để diệt dục. Đối với những người tu đó thì họ xuất thân xuất gia, đi vào chùa cạo đầu, ép sát, ăn mặc áo cà sa, rồi đi vào cái nơi thanh tịnh, họ trốn ở trên những cái dục thanh tịnh và họ ở riêng một nơi nào đó, họ tự ép sát. Đời sống của họ, họ phải ép sát để diệt dục, tức là họ bỏ hết tất cả mọi cái thú vui của sắc thực. Rồi đạo đế là đi vào con đường bát chánh đạo của nhà Phật để được giải thoát. Như vậy bát chánh đạo là gì? Nguồn gốc của đau khổ là sự thèm muốn, dục vọng, sự đố kỵ, tính tham danh lợi, tìm kiếm phần tiền tài danh lợi. Bây giờ đối với bát chánh đạo đó, đây là 8 cái điều gọi là bát chánh đạo của nhà Phật. Chánh kiến, sự hiểu biết đúng. Chánh tư duy, sự soạn cho tấm lòng. Chánh ngữ, sự chân thành trong lời nói. Chánh nghiệp là thành thật mà làm việc. Chánh mệnh là thành thật mà mưu sinh. Chánh tịnh là nỗ lực đúng. Chánh niệm là kỷ luật bản thân, thân khẩu ý trong sạch. Chánh định là thành thật mà làm việc. Đây là những điều mà của đạo Phật đặt ra để cho con người phải làm theo. Tứ diệu đế là những điều họ ép sát đau khổ để mà họ diệt dục. Chánh bát chánh đạo là những điều mà họ cái gì cũng chánh, suy nghĩ đúng, làm việc đúng, không có tham sân si gì hết. Đây là những điều mà căn bản của người đạo Phật. Bây giờ khi làm chứng với người đạo Phật thì hãy tìm những điểm tương đồng. Ví dụ như họ nói về từ bi, hỷ xả, pháp bố thí trong Chúa. Mình nói về tình yêu thương của Chúa. Nãy giống như nãy tôi làm chứng đó, quý vị, tôi nói về bố thí này kia, tôi nói về tình yêu thương. Bát chánh đạo thì trong Chúa mình nói về những cái thánh linh của mình. Mình có tình yêu thương, có sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, cung kính này kia, tất cả những điều đó nó nằm ở trong bát chánh đạo. Mình tìm những cái điểm tương đồng với mình đó để mình thấy mình gần gũi với họ, để kéo họ về gần với mình hơn. Sau đó nói về chân lý. Giờ chúng ta so sánh cuộc đời của Thích Ca và Chúa Giêsu. Đức Phật cũng là người phàm trong bể khổ,
ý thức mình là người có tội, mong được giải thoát. Phật cũng là một con người ở trong xã hội và Phật cũng mong muốn là được giải thoát. Chúa Giêsu là ai? Chúa Giêsu là đến vô tội, đến thế gian có mục đích để cứu con người có tội. Sự giáng sinh của Chúa Giêsu được tiên tri trước hàng ngàn năm. Trong chúng ta đọc Cựu Ước, chúng ta thấy rằng tất cả mọi tiên tri của Chúa Giêsu đã tiên tri trước cả ngàn năm trước khi Chúa đến. Đức Phật có nói rằng ta là người đi tìm chân lý. Ta là người đi tìm chân lý. Đức Phật cũng vẫn đi tìm chân lý. Nhưng Chúa Giêsu tuyên bố rằng ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chúa là đường đi, Chúa là chân lý, Chúa là sự sống. Thành thử ra một người thì đi tìm chân lý, nhưng mà Chúa là chân lý. Thành ra chúng ta thấy cái sự khác biệt đó. Ta là sự sáng của thế gian. Đạo Phật đi tìm ánh sáng, nhưng mà Chúa bảo ta là sự sáng. Thành ra một người thì đi tìm, còn Chúa bảo Chúa chính là cái con đường đó. Chúa là ánh sáng. Thành ra chúng ta, tại sao chúng ta phải đi vòng vòng đi, phải không? Chúng ta đi thẳng đến Chúa Giêsu. Phật Thích Ca chết, thân thể thiêu còn tro và xương, nhưng mà Chúa Giêsu đã phục sinh. Hiện nay chỉ còn một hồn trong minh chứng về sự sống lại của Chúa. Ngày sinh của Chúa Giêsu là khởi đầu cho lịch công nguyên. Chúng ta thấy năm nay là năm 2015, tức là đã 2015 năm Chúa đã sinh ra. Thành ra cái ngày sinh của Chúa là khởi đầu cho lịch công nguyên. Phật giáo không tin có đấng tạo hóa, nhưng Kinh Thánh cho biết rằng Đức Chúa Trời là đấng đã tạo dựng nên trời đất và con người chúng ta. Phật giáo tin vào thuyết luân hồi, nhưng mà Kinh Thánh thì cho biết rằng ở trong sách Gióp, mây tan ra và đi mất thể nào, kẻ xuống âm phủ không hề trở lên cũng thể ấy. Đối với mây mà đã tan ra như thế nào thì kẻ đã chết rồi, không thể nào trở lên được nữa. Nói về tội lỗi con người, ở trong gian thứ nhất nói rằng vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và kiêu ngạo của đời đều chẳng từ cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Thành ra quý vị thấy tất cả tội lỗi tập trung vào ba điều này. Thì tham mê của mắt, tham mê xác thịt và tham mê danh lợi, ba điều đó từ bà Eva mà ra. Bà Eva nhìn thấy cái trái cấm đẹp mắt, phải không? Tham mê của mắt, ăn có bộ ngon, tham mê xác thịt, và ăn được mở trí khôn như Đức Chúa Trời, tham mê danh lợi. Tất cả tội lỗi của thế gian từ ba cái đó ra. Thành ra khi quý vị nói về tội lỗi, chúng ta nhớ ba điều đó, ba cái căn bản của chúng ta. Nghĩa là đối với đạo Phật thì nói rằng trọn đời làm lành, lành không đủ, một ngày làm ác, ác có dư. Đối với người đạo Phật, họ làm lành trọn đời, chỉ cần một ngày làm ác là thấy là ác đã có dư rồi, tại vì họ tu phước đức gì đó, nghĩa là tạo phước đức để mà tích đức tu tâm tích đức gì đó để dành. Nhưng mà chỉ cần có một ngày làm ác là coi như là tiêu tan đó. Hoặc là một ý niệm sân si tiêu tan vạn rừng công đức. Công đức của họ làm cho cả vạn rừng đi nữa, chỉ cần một ý niệm sân si trong đầu không đã làm tiêu tan hết. Từ xưa đến nay chưa có ai cho mình là vô tội, dù người đó tu hành lâu năm, càng sống càng lâu càng nhiều tội. Chúng ta thấy trong sách Giăng nói về người đàn bà tà dâm, chúng ta thấy khi Chúa Giêsu họ muốn thử Chúa Giêsu bảo ai là người có thấy mình vô tội nhất là người đàn bà này trước. Đầu tiên là ai? Người già đi trước. Người càng sống lâu năm người đó càng tội nhiều, tại vì đầu óc của họ, tư tưởng của họ mỗi ngày nó mỗi chất chứa lên. Quý vị mà nếu mà mình ngồi một ngày mà mình ngồi xuống mình suy tính ra, không biết nhiều hơn. Thật sự tư tưởng của mình nó xấu xa, mình suy nghĩ lời nói mình hợp lòng người khác nhiều lắm. Một ngày con người của mình nhiều tội, tại mình không biết. Thành ra chúng ta phải an năn tội chúa. Sách Roma đoạn 3 câu 10,
chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Thiên Thiên đoạn 14 câu 3 cũng nói rằng chẳng có ai làm điều lành, dẫu một người cũng không. Có nghĩa là tất cả mọi người đều có tội. Sách Ê-sai thì nói rằng sự công bình con người như cái áo nhớt trước mặt Chúa. Dù mình có làm công nghĩa cho lắm, để tu nhân tích đức cho lắm, cũng như áo nhớt trước mặt Chúa mà thôi. Và khi tội lỗi của con người á, mình không thể nào thay đổi được hết. Ở Jeremy đoạn 13 câu 23, người Ê-thi-ô-pi có thể đổi được da của mình, hay là con beo đổi được vằn nó chăng? Nếu được thì các ngươi là kẻ đã làm dữ quen rồi, sẽ làm lành được. Thành ra cái người mà đã làm hạn rồi, khó để mà họ làm lành. Nếu chúng ta không nhờ cậy và Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta, con người sẽ không bao giờ thay đổi được. Giăng đoạn 14 câu 6, Chúa Giê-xu phán: ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta mà ai được đến cùng cha. Sách Khải Huyền cũng có nói rằng đến yêu thương chúng ta là lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi của chúng ta. Chỉ có Chúa Giê-xu đã chết lên thập tự giá và huyết Chúa đã rửa sạch tội lỗi của chúng ta mà thôi, chứ chúng ta đặt niềm tin vào đó. Các giáo chủ thì dạy con người tu sửa hồi công lập đức để vào nước thiên đàng, nhưng mà ân điển cứu rỗi được Chúa Giê-xu ban cho nhưng không. Giăng 3 phần 6 và Giăng đoạn 1 câu 12, nhớ chúng ta học thuộc lòng những câu này: nhưng thể ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép được trở nên con cái của Chúa Trời, là ban cho kẻ tin danh Ngài. Nhớ chữ Ngài ban cho quyền phép, quyền lớn hơn gì. Amen. Sự khác nhau giữa đạo Chúa và các đạo khác. Chúa thì Chúa đến thế gian tìm người để cứu. Mà ở đạo khác thì người tự đi tìm con đường cứu độ cho chính mình. Chúa từ trên trời xuống thế gian để tìm người tội lỗi để cứu, họ đi về thiên đàng. Trong lúc những người đạo khác thì từ ở thế gian họ tìm cầu con đường để đi về thiên đàng. Trong đạo Chúa thì con cái Chúa biết rõ đến mình thờ. Chúng ta thờ ai? Thờ Chúa, Đức Chúa Trời. Con muốn tương giao thắng thích với Ngài và biết chắc chỗ mình sẽ đến trong tương lai, phải không? Dạ. Chúng ta tin vào Đức Chúa Trời, chúng ta biết con đường chúng ta đi sẽ đi về đâu. Nhưng mà đối với các đạo khác thì không có sự hiểu biết và bảo đảm ấy, hy vọng của họ chỉ là một niềm ước ao chứ không thể biết chắc. Đối với các đạo khác, họ không biết rằng khi chết họ đi về đâu. Dạ. Quý vị hỏi thử người đạo Phật, một người đạo Công giáo, một người đạo học bài gì đó, chắc đi về đâu không biết. Chúng ta biết chúng ta sẽ đi về đâu. Để ví dụ cái chiếc thang máy ở trong căn lầu 100 tầng mà nãy giờ chúng tôi nói chuyện nghe. Các đạo khác thì dạy chúng ta chạy, đi, bò, lết để mà đi lên. Nhưng mà họ không đi được tới đâu hết. Trong lúc Chúa mở cái thang máy ra, Chúa nói đây là sự cứu rỗi của ta, bước vào. Ai chấp nhận Chúa bước vào cái, Chúa bắt đúc mình lên tới thiên đàng, dễ vô cùng, thấy không? Chúng ta tin mình lại thôi. Một câu chuyện này là chuyện có thật. Năm 1995, năm 1994 thì tôi là lần đầu tiên trở về Việt Nam. Lần đầu tiên lần đó tôi về nhà, tôi về đây tôi qua làm business. Tôi lúc đó mới mở Việt Nam, mới mở lịch khám bệnh, thì từ ở bên Mỹ chúng tôi về Việt Nam, chúng tôi tính là xin giấy phép là mở hãng máy bay ở Việt Nam. Khi mà đi về đó thì tôi có mang theo kinh thánh, mà lúc đó muốn cầm kinh thánh mà đi qua cái cửa khẩu Tân Sơn Nhất khó vô cùng, người ta xét kinh khủng luôn. Nhưng mà tôi sao may mắn, tôi cầu nguyện Chúa, chúng tôi cầm kinh thánh đi xuống qua được. Rồi qua bên đây trong vòng hơn một tháng thì chúng tôi trở về. Mà chúng tôi đi qua đi lại trong một năm đó, chúng ta đi mình 5 lần rồi để xin giấy phép, để tôi đem hai chiếc máy bay rồi được khách từ bên Mỹ qua bên đây đang trình bày cho các hãng dầu, các giàn khoan của Mỹ đó, kéo hôm nay cũng vậy, bây giờ xin giấy phép được, đem máy bay qua được, lấy contract của hãng dầu được,
coi như sẵn sàng hết, chỉ có sẵn sàng để bài tới giờ chót ở Hà Nội không cho phép tất cả bài cho không cho. Thành ra lúc sau này quý vị nghe cái đường dây điện cao thế 500 phone 500 ngàn phone gì đấy, dạ. Ở nhau là bắt là nó cho trực thăng của tôi bài dây điện kiểm soát được dây điện thôi chứ không cho bài cho không cho. Thử ra 2 năm sau tôi bị thất thu rồi gần 2 triệu đô la, từ đó tôi phải rút 2 triệu đô la trở về điện. Thì cái lúc mà chúng tôi đi qua tôi có mang theo quyển kinh thánh. Cái những lần mà tôi về Mỹ đó, tôi nói thôi mỗi lần đi qua đi lại tôi còn khó khăn quá, tôi để cái kinh thánh tại nhà đứa cháu. Đứa cháu con của nhà thứ ba lúc đó nó cũng là mẹ khá giả, nó có chiếc xe que để mà chở gỗ ở trên đi trên phần đường chở gỗ về đi con. Thì tôi để cái cuốn kinh thánh tại nhà đó, cái tôi trở về Mỹ. Tới chừng sau này đó, khi mà tôi đem máy bay qua đây được rồi, cái tôi làm visa cho tất cả các nhân viên đi qua bên này làm việc. Tôi lúc đó tôi làm phó giám đốc, tôi qua bên này khi mà xin visa thì tất cả mọi người cho hết tên tôi, họ lấy ra cho đi qua Việt Nam. Tôi phải ở lại Mỹ, tôi qua bên Hawaii, tôi tiếp tục tôi làm đi đồng tôi bay bên đó. Thì đứa cháu tôi bên này nó những năm đó tự nhiên cái nó làm ăn bị thất bại, chiếc xe của nó đi đèo ở trên đường đèo rồi không bị đụng sao nó làm đèo, chiếc xe rớt xuống đèo mất hết vốn, mất hết vốn liếng, em trai của nó cũng bị rớt thì chết rồi, gia đình nó sa sút. Trong lúc nó sa sút như vậy, nhà của nó tự nhiên nó nghèo trở lại, cái nó buồn quá, vợ chồng biết làm gì, nó lục cái đống sách cũ thấy cuốn kinh thánh của tôi để bụi đóng đầy nữa, cho nó mở cuốn kinh thánh ra nó đọc. Thì trong kinh thánh của tôi có những cái câu gốc này, được gạch vàng gạch tích này kia nữa, nó đọc, nó đọc xong mà vợ chồng đọc say mê luôn, kêu con cái là đọc luôn hết. Đức Thánh Linh làm việc giữa cái lời Chúa là thành lời điện mạng nhà dỗ người ta ở gần đó, cái hội thánh ở gia đình đến làm chứng hoài, nó không chịu tin Chúa. Rốt cuộc lại nó đọc cuốn kinh thánh thôi, xong rồi cái vợ chồng nó cái bữa đó kéo nhau đến nhà thờ ông mục sư giảng xong, cái tụi nó kéo nhau đi lên xin phép được thiên chúa. Ông sư không hỏi gì chứ ai làm chứng cho cả gia đình này tin Chúa, nó cầm cuốn kinh thánh này là cuốn này là chứng rồi cả gia đình của nó tin Chúa. Rồi tiếp tục nó học lời Chúa, sau này đứa cháu của nó trở thành một chấp sự rất là siêng năng ở trong hội thánh. Con trai nó lớn lên nó gửi vô trường đại học học ra mục sư. Thành ra chúng ta thấy là quyển kinh thánh, cũng kinh thánh tôi bỏ quên trở lại nhà đó và cũng cứu được cả gia đình. Cảm ơn Chúa, thành ra mình thấy lời Chúa một cách tuyệt vời. Chúa Thánh Linh làm việc qua lời của mình. Yeah. Có chỉ cần đọc lời Chúa thôi, Chúa Thánh Linh làm việc cả nhà đó được Chúa hết. Thành ra đây là cái câu chuyện mà tôi lúc tôi đi làm chứng tôi cũng kể lại để cho mọi người cùng nghe để mình thấy đó là một cái gì thần tích. Bây giờ chúng ta hãy ôn lại tất cả những cái điều gì của mình từ sáng tới giờ, hãy mạnh mẽ bước ra trong truyền lời Chúa. Đầu tiên bắt đầu là sự cầu nguyện, làm danh sách những người cần được cứu và cầu nguyện cho họ, làm chứng từ những người thân trong gia đình, bạn bè và những người khác, tùy người mà được Chúa chọn. Khi có người làm chứng, những người đi chung nên im lặng và cầu nguyện để Đức Thánh Linh mở lòng nghe. Tôi thách thức mỗi quý vị tại đây, mỗi người về lấy những giấy ra, ghi tên ra 20 người thân trong gia đình, cha mẹ anh chị em bà con chú bác, thì những người nào không tin chưa tin Chúa đó, ghi tên ra mỗi ngày mình cầu nguyện cho họ, cầu nguyện xin Đức Thánh Linh đi trước mở tấm lòng những người đó để làm mềm lòng họ. Amen. Để cho được nhất lời Chúa sẽ làm chứng cho họ. Mình cầu nguyện cho họ liên tục hay không thể cứ đi làm thử đi nha, lấy danh sách ra viết ra mỗi ngày đọc danh sách đọc cầu nguyện từ tâm.
sau đó sau 2 tuần mình cầu nguyện được xin Đức Thánh Linh sức dầu trên môi miệng của quý vị và mình đến làm chứng cho. Trước khi làm chứng đến cửa nhà cầu nguyện, cầu xin Đức Thánh Linh trói những cái linh ở trong tà linh nào trong nhà gia đình này, trói những linh trong khu vực này, trói những linh ở trong làng này, quăng ra vào cái hố sâu này đó, để cho mình có được sự tự do, lời Chúa sẽ được sự tự do giảng dạy ở trong nhà. Mình phải cầu nguyện, mình làm được điều đó thì lời Chúa mới ăn sâu vào trong lòng của những người nghe. Còn nếu không thì tà linh trong nhà nó chỉ không đúng. Yeah. Mình đương làm chứng, bên đây nó lục tục, bên đây con khóc, bên kia chó sủa, bên nọ ra vô mở, nó làm náo tỏ rõ, nó làm cho người ta không thể tập trung rồi. Thành ra chúng ta phải chú ý được. Đây là cách làm chứng. Quý vị viết tên nha, tôi nhắc nhở, viết tên trước, cầu nguyện 2 tuần lễ uy tín. Sau đó, cầu nguyện xin Đức Thánh Linh sức dầu trên môi miệng. Mình cầu nguyện để trói buộc tất cả những cái tà linh ở trong cái nhà này, trong khu vực này, để Chúa mang ra khỏi này. Xong rồi quý vị bước vào trong nhà làm chứng cho. Tôi cam đoan quý vị ở trong vòng 1 năm nữa cái ngôi thánh đường này nó sẽ gấp đôi gấp ba lần số người. Amen. Quý vị làm thử đi. Đầu tiên chúng ta nên cứu những người đồng tới bạn bè. Mình phải làm, mình học lời Chúa mình phải làm, chứ mình không có lẽ nào mà Chúa trở lại mình lên thiên đàng mà để ông bà cha mẹ mình ở lại vì mình, thì có khi nào mình nghĩ tới điều đó. Yeah. Mình phải cương cái linh hồn của những người thân của mình, phải không? Yeah. Mình phải làm điều đó. Quý vị làm thử, làm thử rồi cứ báo cáo cho tôi. Yeah. Lâu lâu tôi gọi điện thoại tôi check với ông coi 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 hội thánh mình có phải tăng trưởng được không. Yeah. Cứ làm thử rồi sẽ thấy rằng các hội thánh cứ mỗi người nhận diện câu 3 người để hội thánh mỗi người câu 3 người cái hội thánh sẽ phát triển rất nhiều. Bất cứ hội thánh nào mà có đi làm chính đạo, đi truyền giáo thì hội thánh được Chúa ban phước. Amen. Còn nếu mà hội thánh chỉ có chờ Chúa dựng trải đời hết là rồi nó hoài, có năm này và năm khác cũng vậy, không có lớn lên được. Và chúng ta tiếp tục coi thử những gì khác nữa. Ở sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 11:26 ấy vậy mỗi lần anh em ăn bánh này cũng như này thì trao quyền sự chết của Chúa cho tới lúc này đến. Đây là cái đại mang lệnh của Chúa quý vị. Quý vị có dự tiệc thánh không? Yeah. Có mình có ăn bánh không? Yeah. Có uống chén không? Chúa bảo chúng ta hãy đi giao quyền sự chết của Chúa, hãy đi ra. Đây là cái đại mang lệnh. Yeah. Ok. Amen. Rồi chúng ta coi thử. Chúa rất là vui mừng cho một tội nhân được ăn năn. Ở trong Luca 15, ta nói cùng các ngươi, trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng vậy, sẽ mừng rỡ cho một tội nhân được ăn năn trở lại với Chúa. Còn nếu mà người nghe mà không tin nhận Chúa thì chúng ta nghĩ thế nào? Ở cũng các cô là câu thứ gì? Còn 4, câu 3 và 4 có nói thế này. Nếu tin lành của chúng tôi có bị che khuất thì chỉ che khuất đối với những người bị hư mất. Thần của đời này làm mù lòa tâm trí của những người vô tín để họ không thấy ánh sáng tin lành vinh quang của Chúa Christ là đại ảnh của Chúa Trời. Quý vị nên nhớ rằng Chúa sai chúng ta là công cụ của Chúa để đi ra rao giảng lệnh Chúa, để làm rao giảng tin lành của Chúa. Cái chuyện mà người ta tin Chúa hay không tin Chúa đó là công việc của Đức Thánh Linh, đừng có lo lắng. Cái người đó tin Chúa hay không tin Chúa là Chúa sẽ chọn họ, chứ họ không có quyền họ chọn Chúa đâu. Chúa chọn họ hay không thôi. Thành ra mình cứ trung tín làm việc, mình cứ trung tín ra quyền lời Chúa. Amen. Còn cái chuyện Chúa chọn người nào tốt, nhưng mà sau khi mà họ tin Chúa xong, cái vấn đề chăm sóc mới lại là Chúa này nó quan trọng vô cùng. Mình phải dẫn dắt họ bằng cái lời Chúa, dẫn cho họ đến để họ hỏi lời Chúa và họ lớn lên họ lời Chúa. Còn nếu không, cái người tin Chúa đi cửa trước xong rồi họ đi ra cửa sau. Thành ra cái sự chăm sóc của Chúa cũng rất quan trọng. Ma-thi-ơ đoạn 9 35. Đức Chúa Giê-xu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, rao giảng tin lành về vương quốc thiên đàng và chữa lành mọi bệnh tật. Quý vị thấy không? Viết mấy chữ màu vàng lên không? Chúa Giê-xu làm gì? Đi. Đi.
đi rồi làm gì nữa? Dạy dỗ. Dạy dỗ. Giao giảng tin lành. Chữa lành. Và chữa lành. Đây là những bước chúng ta phải đi cùng với nhau. Mình đi ra rao giảng lời Chúa, mình đi ra dạy dỗ lời Chúa, và mình chữa lành, mình đặt tay chữa lành. Tất cả những cái phép lạ đó cầm theo để chúng ta làm chữa lành. Mà chúng ta thấy ở đây Chúa Giêsu dạy chúng ta cái cách đi làm chứng cho Chúa. Làm chứng ở đâu? Ở đây Chúa dạy chúng ta làm chứng ở đâu? Đi khắp các thành, các làng, các nhà hội. Trong các nhà hội, các thành, các làng, trong các nhà hội. Cái lý do tại sao mà lật cái trong Kinh Thánh coi tất cả những cái bước chân Chúa đi, Chúa luôn luôn đi đến các nhà hội. Cái nhà hội là nơi đó là nơi nào? Là nơi người ta đi tìm kiếm để thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng họ chưa biết Chúa là ai. Đúng không? Họ đương tìm kiếm. Những người đi tìm kiếm Chúa đó, mình đến mà mình làm chứng cho họ là họ tin nhận liền, là tin. Nó dễ dàng như vậy. Cái người mà đương mở lòng đi tìm kiếm Chúa, thì cuộc đời của họ đau khổ cái gì đó, họ đương tìm kiếm Chúa để mà than vãn, mình để mà đem lời Chúa tới họ tiếp nhận liền. Đó là những kinh nghiệm. Thành ra cái mục đích mà chúng ta đi làm chứng, muốn có kết quả, hãy đến những nơi nào mà họ đang tìm kiếm. Còn những nơi nào họ mắng chửi, họ chống đối mình, hãy phủi bụi chân đi ra người khác. Từng thắc mắc, mình cứ trung tín làm công việc Chúa, cũng đừng buồn phiền. Tại vì khi mà mình đi làm chứng, mình sẽ gặp những cái nan đề nó xảy ra, sẽ có những kẻ đóng cửa cái rầm trước mặt mình, họ không tiếp mình. Có những kẻ họ đuổi mình đi ra. Okay. Nhưng mà đừng có buồn, đó là những người mà Chúa không chọn họ. Ở đây Chúa bảo gì? Những cái người đó bị che khuất, những cái tinh thần đã bị che khuất, họ không nhìn thấy được Đức Chúa Trời. Thế nên mình đừng thắc mắc, mình cứ trung tín mình đi làm. Còn cái chuyện Chúa chọn người này, Chúa chọn người kia, đó là công việc của Chúa. Amen. Thấy không? Thành ra chúng ta tìm kiếm những người nào đang tìm kiếm, để mà tìm kiếm Chúa đến giới thiệu Chúa cho họ tiếp nhận liền. Đó là những kinh nghiệm. Rồi vấn đề trong Ma-thi-ơ đoạn 9:36, khi thấy những đoàn người đông đảo, Ngài động lòng thương xót vì họ khốn cùng và tan lạc như chiên không có đường nhà. Một cái người mà đi ra làm chứng cho Chúa đó, mình phải có cái lòng thương nữa. Mình thương cái linh hồn lạc mất. Amen. Mình mà không có cái tâm tình mà thương cái linh hồn lạc mất, mình không làm chứng được. Mình nói thôi kệ cái thằng đó, nó chết kệ nó. Nhưng mà mình nghĩ mình Chúa mà trở lại cái người này mà không được Chúa, chắc họ sẽ đường khổ. Đúng không? Quý vị có khi nào nghĩ tới ông bác tôi, ông chú tôi mà Chúa tới mà ông chưa chịu tin Chúa thì ông xuống được không? Chúa thấy tội nghiệp ông không? Mình thấy thương ông thì mình sẽ đến mình làm chứng cho. Phải có cái lòng thương xót. Cái gương Chúa Giêsu, đây là những cái gương mà mình nhìn thấy. Ma-thi-ơ đoạn 9:37, mùa gặt thì thật trúng nhưng thợ gặt thì thật sự vì không thấy mùa gặt nên con dân Chúa thiếu sự vinh hiến trong vấn đề truyền giáo. Quý vị nên nhớ rằng cái sự dân hiến này, Chúa bảo mình dân hiến bao nhiêu? Một con người. Mà nên nhớ rằng quý vị mà dân hiến vào công việc truyền giáo, dân hiến một Chúa cho là bao nhiêu? Cho bao nhiêu? Gấp trăm lần hơn quý vị. Quý vị mở cái sách Mát đoạn 10 ra xem. Chúa bảo rằng những cái công việc mà chúng ta dâng hiến cho cái đề thi truyền giáo, Chúa sẽ ban được 100 lần hơn. Đó là lời hứa của Chúa. Những cái gì mà chúng ta càng dâng hiến, thành ra đối với tôi dâng cả tài sản của tôi, từ đó tới giờ tôi làm mấy chứ 40 năm bên Mỹ, còn như bên kia tôi cứ đem hết ra tôi truyền giáo. Tôi dâng hết luôn, xe cộ 7 chiếc xe hơn tôi bán hết, tôi đem hết nhà cửa, tiền bạc, nhà văn gì bao nhiêu tôi đã bán hết, tôi đem đi truyền giáo. Mình cứ truyền giáo tích cực cho khách sẽ thông lên đó. Mà thú thật, có ai mà như tôi nói thiệt, tôi đi trong 6-7 năm nay tôi không làm ra các bạc nào mà tiền lúc nào trong túi không bao giờ hết. Chú cứ cho không hoài, chú cho không hoài mà không bao giờ đói. Cứ vừa hết cái con người bọc tiền cho thì bán hết gia tài nhân cho Chúa rồi chú cho. Thật sự như vậy, mà Chúa chăm sóc cho mình. Không bao giờ thiếu. Amen.
quý vị có cái gì sung sướng cho bạn mà đừng có lo lắng về tiền bạc, phải không? Dạ. Không có lo lắng hôm nay phải trả tiền nhà bao nhiêu, tiền ăn bao nhiêu, tiền nước. Cứ tụi tôi thấy mà cứ đói thì cứ đi ra bỏ tiền ra mua đồ ăn, buồn ngủ thì đi kiếm nhà nghỉ ngủ, rồi cứ đi đây đi đó, rồi cứ rao truyền lời Chúa vậy đó mà đi hoài không bao giờ hết tiền, cứ hết cái chỗ này mình kiếm vào chỗ khác. Ngộ nó cứ thấy là cứ làm việc lại tiền lắm. Mình đi truyền giáo, quý vị cứ tin Chúa hứa cái lời hứa của Chúa không bao giờ thay đổi đời. Chúa bảo rằng này, dân tiền cho những đệ đi truyền giáo, tại đi truyền giáo là đi cứu người, yeah. Mang linh hồn lại mất về với Chúa, Chúa sẽ đền bù của mình cái tâm lợi hơn. Amen. Tâm lợi hơn. Tôi kinh nghiệm về điều đó. Tôi cũng là mỗi lần mà tôi hồi đó tôi đi truyền giáo bên này, mỗi lần tôi về California cái tôi ghé lại văn phòng của anh bạn là bác sĩ, mình ghé lại thăm với bạn bè cũ mà thôi lại thăm ổng khách một cái 30-40 người đứng chờ gặp mình một giờ còn không biết nhiêu tiền. Yeah. Ổng nghe nói tôi về bỏ hết anh vô văn phòng để ngồi chơi với tôi, ngồi nói chuyện tôi nửa tiếng đồng hồ hỏi thăm những đề tình dân xong nó thôi tôi chào ổng tôi về đâu anh chờ tôi chút xíu chạy vô móc con thơ ra ổng nghe tôi cho $1,500 lại giúp thì truyền giáo tiếp. Cứ người này cho mình ghi công và bỏ qua. Thành ra có những lần tôi về bên bển xong trước khi tôi đi trở qua bên Mã Lai thì truyền giáo tiếp. Bạn bè mấy người học kinh thánh lại, ai còn đây giờ thấy tụi tôi hùng tiền lại không có được nhiêu. Anh em hùng lại cho được $1,300. $1,300 nó giúp anh để đi đi máy bay. Tới chừng tôi về trở về California tôi nói nhờ bạn anh mua giùm tôi 2 cái vé rẻ tiền nhất mà đi một chiều thôi, tôi cũng vẫn đi mà không có vẫn về, chừng nào chú cho về thì đi chú giáo mà. Cái ngày hôm sau anh kêu lại tôi mua được 2 vé rồi, hỏi bao nhiêu đó, $1,300 y chang số tiền ta cho. Tôi nhìn thấy có những cái mà chú làm lạ kỳ lắm. Dạ. Thành ra mình đi trong đức tin, tôi thật quý vị, vợ chồng tôi 7 năm nay không làm gì ra tiền mà cứ đi trong đức tin thôi. Yeah. Mà cứ sống no đủ không có thiếu chút nào, mà sống sang nữa chứ không phải là sang. Yeah. Amen. Hồi đó nhà 6-7 chiếc xe đi trường giáo vừa bán thì cho mấy người trong nhà thờ, tới trình về nhà về tới Charlie đâu có xe, cái đứa cháu nói thôi chú lợi chú lấy một chiếc cô con này chạy đi, rồi chừng nào chú chạy rồi chừng nào chú đi rồi chú để chú trả xe lại. Nói gì tôi chuyện hóa chú đi biết nó đưa xe gì không, chiếc Mercedes. Wow. loại 5000S. Ừ. loại mắc tiền. Yeah. Nó đưa cho chiếc Mercedes chạy, tôi nói là sao đi đường giáo về chạy xe sang. Chú cho cái gì tốt nhất không? Amen. Còn tôi đi ra ngoài Bắc, tôi đi truyền giáo vậy đó. Cái lợi nhà nào đó, cái nhà nào mà cái giường nào mà sang trọng nhất ở trong nhà họ nhường cho mình ngủ, cái món ăn nào ngon nhất họ đem họ đãi mình. Đi truyền giáo chú đãi hộ cái kỳ lạ, không bao giờ thiếu thốn, không bao giờ ăn cũng ăn ngon, đi xe cũng xe đẹp, không có thiếu cái gì hết. Yeah. Chú chăm sóc cho mình. Bởi vậy Chúa bảo đi truyền giáo đừng có mang theo đôi giày, đôi vớ, mang theo áo quần gì đó, đi tới đâu Chúa cũng tới đó. Nếu mình đặt đức tin vào Chúa, thành ra đối với chúng tôi làm việc ở bên đó, chúng tôi làm việc lương nhiều lắm, không có sợ. Tôi làm là được về gọi là hơn khá giả của tôi. Yeah. Tôi làm một tháng khoảng chừng 20 mấy ngàn đô. Wow. Mà tôi bỏ hết. Ừ. Bán hết tất cả khi phục vụ cho Chúa. Mà khi mà đi phục vụ cho Chúa rồi mình cũng vui. Chúng ta thấy mỗi ngày cứ 5-3 đứa, ngày nào cũng 5-3 đứa cầu nguyện xin Chúa cũng vui vô cùng. Yeah. Rồi mình về mình giải kinh thánh cho nó lớn lên. Rồi mình đi, tôi đi 4 năm, cái kết quả con cái của mình 4 đứa nó trở thành mục sư rồi. Rồi còn 1 đứa nó trở thành đương làm truyền đạo, mình cũng vui vô cùng. Mặc dù tôi làm chứng cho tất cả 1,000+ đứa nhưng mà rốt cuộc lại được còn được 10-20 đứa đi phục vụ Chúa, mình thấy là cũng có kết quả rồi. Yeah. Thành ra ở trong Chúa mọi người đi làm Chúa bảo cho ra con số nhiều, cứ làm thử
cho ra đi, cho một Chúa cho lại 10-100 lần hơn, không bao giờ thiếu. Thành ra đối với tôi không tiếc cái số tiền đó. Người nào nghèo khổ mình khó khăn cứ cho mình trong túi mình. Có lần chúng tôi trong túi bỏ 2.500 đô đi qua cái làng bà con thăm vọng, thấy họ nghèo quá, tội nghiệp, móc cho hết trơn, hết tiền về xe luôn, phải mượn người bạn lấy tiền mua vé xe đi về. Nhiều lúc mình thấy người ta đau khổ mình gì cũng được, kề về họ chút xíu rồi chúng ta đi giúp ha. Chúa sai con gạch vào một gạch và ai sẽ sai ta đi? Quý vị có khi nào dám nói rằng có con đây không? Amen. Nói có thì phải làm chứ không phải nói cho mình. Bây giờ cái ngày Chúa trở lại rất gần và Chúa đang chờ đợi để cứu thêm một số người nữa cho đủ. Đúng vậy. Chúng ta có phải là những con gạch không? Amen. Có ai thấy rằng mình phải đi ra để mà cứu ít nhất là trong những ngày tới mình phải trong năm 2015 này mình sẽ cứu ít nhất là được một người đó? Ai hứa không? Giơ tay lên thử. Ít nhất là một người đó là ít nhất là một người không giờ. Rồi, cảm ơn Chúa. Giơ lên đi. Giơ cao lên. Hứa nguyện sao mà làm luôn vậy nhá. Rồi, giơ thẳng cái tay lên coi. Rồi. Cảm ơn Chúa. Mình hứa nguyện mình phải đi làm chứ, mình phải nói. Yeah. Tại vì mình không có nói làm chứng ra thì làm sao mà tin Chúa được. Yeah. Bây giờ mình coi thử nè, coi thử những cái điều mà Chúa dặn cho ra lại nè. Sách Ê-xê-chiên đoạn 33. Dân ta ngồi trước mặt con và lắng nghe con, nhưng chúng ta không làm theo. Chúa kêu gọi bao nhiêu người từ bấy lâu nay rồi, nhưng mà người ta đi nhà thờ thì đi, nhưng mà có ai người đi làm chứng không? Phải không? Nhưng mà họ không làm theo. Câu 32. Chúng nghe lời con nói nhưng không làm theo. Nói nhưng mà mình không chịu làm. Muốn biết trước điều đó. Bây giờ coi Ê-xê-chiên 33. Nếu người này thấy gương đến trong đất thì thổi kèn để đảm bảo bình thường. Bây giờ cái chuyện của thổi kèn này, quý vị biết thổi kèn này là gì không? Ông Nehemi đó, ông dẫn để xây lại bức tường thành của Jerusalem. Cái bức tường đó, nếu mà nói về nghĩa bóng, đó là bức tường đạo đức của dân Israel, nó bị suy đồi. Bây giờ xây lại bức tường đạo đức. Bây giờ trong lúc xây bức tường như vậy đó, thì ông chia toán ra, bên cạnh ông lúc nào cũng có người cầm cây kèn, và những kẻ canh gác, những người canh gác và những người đi làm việc đó, một tay thì cầm cây ấy gặt lúa, một tay thì cầm vũ khí để sẵn sàng chiến đấu. Tức là vẫn đi làm việc nhưng một tay sẵn sàng chiến đấu. Khi mà để cái người thổ kèn đi cạnh bên ông để làm gì? Để khi mà thấy quân địch từ xa tới, để họ đến là họ phá thành đó, thì người thổ kèn nó thổi lên báo động, tò le gì đó, báo động. Thì khi mà thổ kèn báo động như vậy thì tất cả những người nhân công đang làm việc bỏ cái vật dụng xuống, tay cầm vũ khí sẵn sàng chiến đấu luôn để bảo vệ thành ở đó. Cái nhiệm vụ của thổ kèn là gì? Là báo động cho mọi người biết rằng có giặc đến. Okay. Thành ra sách Ê-xê-chiên có nói trước rằng khi thấy gương đến trong đất thì người thổ kèn để ra bảo dân sự, để chuẩn bị dân sự, chuẩn bị để chiến đấu bảo vệ cho quốc thành đó. Chúng ta coi tiếp câu này, Ê-xê-chiên 33 câu 6. Nhưng nếu kẻ canh giữ thấy gương đến mà không thổi kèn, đến nỗi dân sự chẳng được ra bảo và gương đến mà cất sự sống của người này hoặc người kia đi, thì người đó sẽ chết trong sự gian ác của mình, xong ta sẽ đòi lại máu nó lên người canh giữ. Chúng ta mỗi người đặt thử, chúng ta không phải là những người canh giữ, những người đang cầm cái kèn đó không? Phải không? Yeah. Cái ngày Chúa đến ác sẽ thế gian rất gần, ma quỷ thì nó cứ tấn công chúng ta, rình mò chúng ta như sư tử đó, lúc nào cũng chờ cơ hội để giúp chúng ta, đi ra khỏi cái để mà nó dùng năng vuốt nó giết chúng ta. Thì khi mà chúng ta phải như là cái người thổ kèn, mình phải rao báo ra
để cho mọi người biết là tin lành đây, tin lành đây, mọi người phải tin nhận Chúa để nhận được sự sống đời đời. Còn nếu không tất cả phải chết mất sự đi mục. Nhưng mà Chúa nói này, cái người thổ kèn phải thổ lên. Còn nếu chúng ta không chịu thổ kèn để mà thông báo cho mọi người biết rằng phải tin nhận Chúa thì được sống đời đời, thì khi mà nếu mà Chúa đến, những người này chết thì họ chết trong tội lỗi của họ, phải không? Nhưng Chúa sẽ đòi lại máu nó là người canh giữ. Chúng ta không phải là người canh giữ. Câu này nặng lắm. Chúa giao chúng ta trách nhiệm là cái người canh giữ là phải rao báo tin lành cho mọi người. Nếu mà chúng ta không rao báo tin lành thì đó là trách nhiệm chúng ta. Chúa sẽ đòi máu những người mà chết trong những đời đời, đòi máu của chúng ta. Cái câu này đã Chúa đặt chúng ta trách nhiệm. Thật thử chúng ta phải rao báo, chúng ta biết tin lành, sự cứu rỗi là đem đến sự sống đời đời. Chúng ta phải đi rao báo tin lành để mang những cái điều mà bất đỡ về những người. Amen. Chứ chúng ta không thể nào mà để cho họ cứ tiếp tục họ chết trong tội lỗi đi. Quý vị làm thử đi, mang được một người mà về với Chúa thì vui kinh khủng lắm. Yeah. Mình thấy như là Chúa cho mình cái niềm vui, một cái vui kỳ lạ lắm, vui mà không phải mà chỉ cười bình thường như ngoài, cái vui trong lòng mà mình khó tả lắm, nó vui lân lân trong lòng hoài, mà mình về mình thấy ngày nó vui lắm. Cái làm thử đi nha. Sách Ghi Chép đoạn 2 câu 14-15, hãy làm mọi việc không một tiếng ca nhạc hay lưỡng lự để em trở nên không chỗ trách được và thánh sạch, là con cái toàn hảo của Đức Chúa Trời giữa một thế hệ xảo quyệt và xa đoạn. Giữa thế hệ đó, anh em hãy chiếu rạng như ánh sáng trong thế gian. Amen. Chúa nói chúng ta trong Kinh Thánh rõ ràng. Yeah. Chúng ta hãy chiếu rạng như ánh sáng trong thế gian để cho mọi người thấy, thấy cái đời sống của chúng ta. Sách Ê-xê-chiên 36:27, ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mọi lệnh ta và làm theo. Nên nhớ rằng chúng ta không đi lập chính một mình. Yeah. Đức Thánh Linh luôn luôn Chúa đặt thần của Chúa vào trong lòng của chúng ta. Amen. Nên nhớ rằng công việc mà cứu người đó là công việc của Đức Thánh Linh. Chúng ta chỉ là công cụ của Chúa, cứ rao giảng lời Chúa. Yeah. Còn cái chuyện cái người đó được cứu hay không được cứu, cái người đó Đức Thánh Linh là gì? Okay. Thành ra Chúa không bao giờ để cho mình đi một mình. Yeah. Chúa để lúc nào Chúa cũng đặt thần Chúa trong lòng chúng ta. Sách Nê-hê-mi đoạn 2:17, hãy đến chúng ta hãy xây lại tường thành Jerusalem. Lúc nãy tôi nói đó, ông Nê-hê-mi ông xây lại cái tường thành Jerusalem, cái tường thành đang đổ nát, nhưng cái nghĩa bóng của nó là xây lại từ bức tường đạo đức của dân Israel. Chúng ta thấy xã hội bên này của thời bây giờ phá thai. Quý vị có biết rằng trong một năm ở riêng cái thành phố Hồ Chí Minh họ phá thai trên 100.000 người, 100.000 linh hồn, những trẻ con đã chết riêng cái thành phố Hồ Chí Minh thôi, tức là mỗi một tháng gần 10.000, nhiều đến đâu đó. Rồi đồng tình luyến ái, các người gay, Chúa bảo rằng đàn ông ngủ với đàn ông, đàn bà với đàn bà, rồi tham lam, cướp giật, giết người, những cái tội lỗi nó diễn đầy trên đó. Thành ra đây là cái xã hội bây giờ giống y như cái thời ấy. Chúa bảo là cái xã hội đó nó phân loại. Bây giờ chúng ta phải xây lại cái tường thành đạo đức là cái gương của mình bây giờ. Và sách Ê-sai đoạn 60:18, ngươi sẽ gọi tường thành của mình là sự cứu rỗi. Đây cái tường thành đó là sự cứu rỗi. Yeah. Mang cứu rỗi đến cho người khác. Và gọi các cổng thành mình là sự ca ngợi. Yeah. Ngày nay mỗi người chúng ta góp bàn tay để xây dựng tường đạo đức. Okay. Bức tường thành là bức là sự cứu rỗi và cái cổng thành là sự ca ngợi. Amen. Nê-hê-mi đoạn 4:16-17, từ ngày đó phân nửa số người dưới quyền tôi làm công việc, còn phân nửa kia thì cầm giáo.
khiên cung và mặc áo giáp. Những người khung vác vật liệu vì một tay làm công việc còn một tay cầm vũ khí. Mỗi người xây dựng đều đeo gương mình nơi hông khi làm việc, còn người thổ kèn thì ở bên cửa sổ. Quý vị thấy ông TV ông sắp đặt chương trình không? Một người đi làm việc đó, một tay thì làm việc còn một tay cầm vũ khí. Cái câu này nghĩa là gì quý vị? Mình đi ra chiến đạo, nhưng một mặt chúng ta vẫn phải học lời Chúa, trang bị những lời Chúa, những vũ khí mà Chúa ban chúng ta là gì? Quý vị nhớ không? Danh Chúa, quyến Chúa và lời Chúa. Chúng ta phải cầm vũ khí đó cho thôi. Ma quỷ nó tấn công, chứ không phải chúng ta đi chiến đạo không đâu. Chúng ta phải trang bị vũ khí. Thấy không? Đây là những điều mà Chúa nói thẳng vào này. Chứ phân tích ra rồi chúng ta thấy một tay thì cầm vũ khí, còn tay kia làm công việc. Một mặt thì đi làm chiến đạo, một mặt thì phải trang bị lời Chúa. Chứ không phải là chúng ta không có lời Chúa không được. Yeah. Mỗi người xây dựng đều đeo gương mình về không làm việc. Chúng ta đeo vũ khí có lời Chúa, có danh Chúa, có quý Chúa bảo vệ chúng ta. Còn người thổ kèn ở bên cạnh tôi, tức là cái sự rao giảng lời Chúa lúc nào cũng ở bên cạnh mình hết. Mình phải đem lời Chúa ra rao giảng. Cái người thổ kèn là gì? Họ đeo bảo đảm cho có giặt đến. Không, mình phải là cái người rao giảng lời Chúa. Bây giờ cái đời sống của chúng ta, đây là một câu chuyện về quả cà chua, quả trứng, quả cà phê. Giờ chúng ta coi thử cái đời sống của chúng ta. Chúng ta nói là chúng ta đi, chúng ta là những người con cái Chúa, chúng ta phải làm gương sáng cho mọi người, phải không? Chúng ta phải trung tín với Chúa này kia. Thì đây là một câu chuyện của quả cà chua, quả trứng và cà phê này đó, là câu chuyện của một cái người cha dạy đứa con gái của mình. Người cha kêu đứa con gái lại bắt rồi đòi con này. Cái ông bỏ cái quả cà chua vào trong hồ nước nóng, nước sôi, nước nó sôi lên chút xíu, quả cà chua nhiều ở trên nó mất đi cái nét đẹp của nó, quả nó mềm lại. Đứa con nó mới hỏi cái cha ơi, cha muốn dạy con. Cha mới nói đứa con này, mỗi ngày con đi nhà thờ, con học lời Chúa, ăn mặc đẹp đẽ đi đến nhà thờ, con thấy nó đẹp đẽ như quả cà chua. Nhưng mà khi mà con hoạn nạn sẽ tới, thì con người con nó cũng đủ, mình không làm được gì hết. Nó giống như quả cà chua nó nhỉ, nước sôi cũng đủ. Có nghĩa là cuộc đời của chúng ta đi theo Chúa ban đầu ở ngày bình thường thì thấy nó đẹp đẽ, nhưng mà khi gặp những hoạn nạn xảy ra, những sự bắt bớ ở trong, nên nhớ là chúng ta đi không phải chúng ta đi làm chính cho Chúa mà để suôn sẻ đâu quý vị, đừng nên nhớ lúc nào bắt bớ, bớ từ trong gia đình, bắt bớ từ chính quyền, bắt bớ trong xã hội, đi có sẽ có. Okay. Khi mà gặp bắt bớ xảy ra, con người mình cũng rất mạnh mẽ, không có cái gì phản kháng được. Cái người già dẫn đứa con qua cái bếp thứ hai, cái nước từ sổ ô mô ột về, cha thấy, con thấy quả trứng không? Thấy. Cái quả trứng ở ngoài cái vỏ thì nó cứng, ở trong thì nó mềm mại, ở trong cái nước trứng bên trong nó trong trắng đỏ đó, nó mềm mại. Cái ông bỏ quả trứng vào trong cái mặt nước sâu, bỏ vào nước sâu một hồi thì trứng nó sao chết, chín cứng hết, phải không? Đập cái trứng ra trong luộc nó cứng hết, nó không còn mềm mại. Nó còn thấy không? Thường ngày ở trong lời Chúa mình nói chuyện mềm mại, nhưng mà gặp thử thách xảy ra rồi lòng mình cứng, cái chai cứng, nó không còn mềm mại như trước. Gặp những hoạn nạn xảy ra, những thử thách xảy ra trong cuộc sống, cái mình là đến cứng lòng. Đi hầu việc Chúa nó không phải dễ dàng. Đi hầu việc Chúa, đi làm chứng đạo, rồi đôi lúc nó sẽ gặp những khó khăn hoạn nạn xảy ra. Lúc đó mình cứ gặp. Nhưng mà
ông dẫn đứa con qua cái nồi nước sôi nước vàng. Ông cầm những cái hạt cà phê, mỗi cái hạt cà phê nó đen thui, nó xấu xí. Ông bỏ những hạt cà phê vào và trong cái nước sôi. Nước nó càng nóng chừng nào, càng sôi chừng nào thì mùi cà phê nó bỏ qua con đây con. Người cha phải giải thích cho đứa con, con phải như cái hạt cà phê. Càng gặp gian nan đi chiến đạo, càng gặp gian nan, càng gặp khó khăn chiến đạo, cái đời sống con sẽ tỏ hơn hơn giống như cà phê. Càng nóng chừng nào nó càng tỏ hơn hơn thì mình hơn. Thành ra chúng ta đi chiến đạo, chúng ta không phải lúc nào cũng suôn sẻ, không phải lúc nào cũng êm dễ dàng. Chúng sẽ gặp những sự bắt vớ, những sự chống đối, nhưng đừng nản lòng, đừng cứng lòng giống như quả trứng, cũng đừng có nản lòng mà yếu xìu giống như cái quả đậu chua, nhưng mà hãy tỏ hương thơm lên như cái hạt cà phê, để cho người ta thấy cái đời sống của mình và người ta bước theo mình. Amen. Amen. Anh ở đây là cái gương mà tôi muốn chia sẻ với mình. Này, ai sai các con đi kiếm chiên giữa bầy con sói, vậy hãy khôn kéo như rắn và đơn sơ như một con. Chúa nói chúng ta rõ ràng, Chúa không phải sai chúng ta đi mà gọi là lúc nào cũng hòa bình, con đường nó trơn láng đẹp đẽ đó. Nhưng mà đúng như là Chúa sai mình đi như là chiên đi giữa bầy con sói. Chiên đi giữa con sói như thế nào? Nó rình xung quanh mà hễ cần cái nào nó cắn, nó xé thịt được rồi nó xé thịt rồi, không phải giỡn đâu. Đúng không? Nhưng mà Chúa cho mình cái dạy chúng ta khôn khéo như rắn mà đơn sơ như bồ câu, tùy cơ mà ứng biến. Chúa nên nhớ rằng dù tôi đi trong cuộc sống chết tôi sẽ sợ tai họa nào của Chúa ở trong tôi, nên nhớ là mình đi Chúa và đi cùng, không bao giờ Chúa bỏ chúng ta một mình. Những lúc hoạn nạn nguy hiểm Chúa còn đừng lo này. Chúa bao giờ cũng bảo vệ chúng ta, không bao giờ để chúng ta có những thử thách mà nó được quá sức chúng ta. Thành ra ở trong cái chuyện mà đi hầu việc Chúa, đi chiến đạo cũng vậy, quý vị sẽ gặp những hoạn nạn, sẽ gặp những bắt bớ, nhưng hãy vững lòng Chúa ở cùng chúng ta, nhớ được đó. Okay. Thành ra đây cũng là một cái câu an ủi để chúng ta biết trước, chứ không phải là nói là đi chiến đạo mà nó suôn sẻ. Có đôi lúc cập bớ, đừng lo sợ quý vị. Ở Roma đoạn 15 thì có chép là bàn chân của người rao truyền tinh lành và xinh đẹp biết bao. Amen. Chúa bảo rước cái bàn chân của người đi rao truyền tinh lành đẹp biết vô cùng. Amen. Đây là cái điều mà Chúa khuyến khích chúng ta. Amen. Amen. Rồi quý vị có câu hỏi nào? Đây là những điều tâm tình mà tôi muốn chia sẻ đến tất cả anh chị em, những kinh nghiệm qua những cái năm tháng giáo thì cô cũng đi rất nhiều hội thánh để mà huấn luyện về vấn đề chiến đạo, và tất cả nhiều hội thánh đã áp dụng và các hội thánh họ tăng trưởng rất là nhanh. Thành ra chúng ta không, đừng có ngại, chúng ta phải muốn đi truyền giáo, quý vị đầu tiên là gì? Lập danh sách, cầu nguyện cho họ, rồi cầu nguyện Đức Thánh Linh ở cùng, cầu nguyện để trói buộc những cái linh quế linh tà linh ở trong khu vực trong nhà đó, trói nó lại, rồi chúng ta mới chiếm hữu được cái ngôi nhà đó, đem tinh lành đến đó. Còn nếu không chúng ta đến đó là nó quấy gì đó, có nhiều lúc đó ma quỷ nó làm coi chưa bằng, nó quấy động nồi niêu không chảo chết, cái đó là xảy ra rồi chứ không phải là không đâu. Đi từ mấy tuần luôn. Những cái tiếng động này, trong nhà kia, cái đó chỉ ra, nó tạo ra những cái làm cho mình phải lo sợ. Nhưng mà chúng nên nhớ rằng, chúng ta có Chúa. Để mỗi lần mà nghe cái gì lạ, quý vị cầu nguyện, danh Chúa Giêsu, có những cái lời đó liền. Tôi thú thật, có lần tôi đi qua Campuchia, tôi đi theo tour đó. Cái người dẫn tour thì dẫn tôi vào trong cái tiên đức tích. Lúc đó tôi vô tình tôi cũng quên cầu nguyện, cái chân vừa bước lên cái thềm cái tiên đức tích mà quỷ nó tấn công tôi liền lập tức. Tôi nghe một cái bét trên cổ, một cái giống như một cái giống ai mà cầm cái gì chặt tôi cổ mình, tôi nhức mạnh mẽ sâu vào trong thịt mình, và tôi nhận diện được cái linh của ma quỷ đây, nó ở trong đầy ở trong cái cách này.
không liền. Nó thấy mình là con cái Chúa là nó tấn công liền. Yeah. Tôi biết vậy tôi đặt tay rồi tôi dinh tôi đi ra khỏi. Yeah. Tôi đã bắt đi ra liền. Chút xíu sợ thì thật ra mình phải có cái sự khôn ngoan để làm việc cho nó. Em mình thấy cái gì là cái mình cầu nguyện mình dành được như vậy nói đi thì nó không có cầu. Và mỗi lần quý vị đi đến một nơi nào cầu nguyện sự quyết vua bao phủ, quyết vua bao phủ để ma quỷ nó chỉ nhìn thấy, nó nhìn thấy quyết Chúa của mình không, không có cầu. Những cái nơi mà tà linh mà nó thờ tự nhiên cầu nguyện biết chú bảo vệ trước trước nhà chú mà xin cho em hỏi một sư có thể rằng là mình cho mình anh em thì họ những người đây rất là mới mà nếu mà gặp một người tin Chúa đó thì cái cách mà hướng dẫn cho người người tin Chúa liền ngay trong cái lúc đó không cần thiết là đợi đến chủ nhật rồi dẫn đến nhà thờ thì năm đi theo năm bước năm bước mà hồi sáng này nha chị nhắc lại đó. Yeah. Thì từ đó giờ tôi áp dụng cứ năm bước đó. Tôi thú thật quý vị đó, ở bên Mỹ tôi có một cái trường dạy lái xe. Và khi mà tôi cho ví dụ đây là một cái chuyện nó sẽ xảy ra. Buổi sáng hôm đó tôi hẹn với các em học sinh đó 8 giờ tôi đến nhà tôi đón em tôi lái xe. 8 giờ tôi chạy tới em mới ngủ dậy được nhưng mắt không lên, ở nhà chỉ còn mẹ với đứa con mà thôi. Và mẹ mới nói thôi ông thầy ngồi uống đi cà phê đi chờ cho nó, tôi cho nó ăn sáng, tôi cho nó dằn bụng chút rồi nó làm đạp xe cho nó tỉnh táo. Nó rồi hắn xong và mẹ bắt cho tôi một cái ghế gần xe bếp và dọn đưa pha cà phê. Trong lúc pha cà phê tôi làm chứng liền, làm chứng xong cái tôi cầu nguyện ba tên Chúa ngay trong bếp luôn. Rồi cái thằng con nó ra, nó ra xong tại vì thằng con này là tôi đã cầu nguyện từ hôm rồi tôi nói mẹ tôi làm chứng rồi. Tôi ra tôi dẫn cho nó tập lái xe được 1 tiếng đồng hồ. Cái tôi đậu lại một cái công viên để cho nó nghỉ ngơi khoảng 10 phút. Đậu công viên trong lúc đậu công viên tôi hỏi em học hành sao? Em mấy năm đến đi, em có muốn có sự khôn ngoan học hỏi để mà mình học đâu mình nhớ đó. Con muốn làm gì? Con muốn có thành đạt trong tương lai đời sống con được ở trên ban phước để con thành đạt. Con muốn lắm chứ. Tôi giới thiệu lời Chúa đi. Mình chỉ cần một vài câu giới thiệu lời Chúa đi. Rồi làm lấy xong rồi tôi đứng ra tôi cầu nguyện cho nó ngay mà tôi viên tôi Chúa được ca mà con thành Chúa. Cái ăn thua là cái tấm lòng mình cũng quyết tâm để mình đi làm chính hay không. Thì khi mà làm chính bất cứ phương diện gì, quý vị nên nhớ thế này, tôi ôn lại chút xíu nha. Bất cứ phương diện gì, nói về sức khỏe, nói về học vấn, nói về tiền bạc, nói về nhà cửa, nói về con cái, nói về xe cộ, nói về thời tiết, nói về mưa gió, nói về bão lụt, nói về động đất, nói về núi lửa. Công chuyện nào nói, mình cũng dẫn vô rồi, có một Đức Chúa Trời đang nắm giữ được là Chúa làm ra những chuyện đó, Chúa gìn giữ con người đó, phải không? Amen. Dễ dàng, phải không? Cái chuyện gì cũng vậy, dẫn vào có một Đấng đang nắm giữ tương lai, đừng nắm giữ tất cả những điều đó, giới thiệu Đức Chúa Trời. Yeah. Sau đó bước thứ hai, nói về con tội lỗi của mình, tất cả mọi người đều phạm tội, nói tội lỗi nếu cần mình nói chuyện mà ông Adam mẹ bạn cái tấm gì đó. Nếu bây giờ mình nói thêm chút xíu, còn nếu không có mình chán tắt cũng được. Nói về con người có tội và tiền công của tội lỗi là sự chết. Mình nói mọi người tất cả mọi người đều phải chết xuống địa ngục đời đời. Nhưng mà Chúa yêu thương chúng ta, giới thiệu Giăng 3:16 liền. Chúa yêu thương chúng ta, Chúa đã ban cho một Đức Chúa Trời Chúa Jesus Christ xuống trần gian và chương trình của Ngài là chịu chết trên thập tự giá để những ai tin vào những ngài xong rồi cái mình giới thiệu cái sự cứu rỗi xong kêu gọi tin và nhận rồi cũng đặt tay cầu nguyện đó. Tôi thấy nó dễ vô cùng luôn vậy đó. Mà anh vua là mình có muốn làm hay không thôi. Bước thứ nhất này giới thiệu Đức Chúa Trời, thứ hai giới thiệu mỗi người là một tội nhân, thứ ba giới thiệu về sự cứu rỗi Đức Chúa Trời, thứ tư tin và nhận, thứ năm cầu nguyện.
quý vị làm được không? Thấy mình có giữ niềm tin mà làm không? Đó, bây giờ mình làm, mình phải quyết tâm. Nói bây giờ nội trong vòng tuần này với tuần tới tôi phải viết danh sách ra tôi cầu nguyện, và trong vòng 2 tuần nữa tôi phải làm chứng cho có người tin Chúa. Nói liền là Chúa sẽ làm. Bây giờ bắt cặp lên tập trước nữa đây. Bây giờ anh một số nói thì tôi về đến một có một số lần đi làm chứng thì con cũng có nhận được hai điều đó. Ra ngoài cũng có hai trường hợp, một là người là nghĩa là họ chịu nghe mình nói, nghĩa là họ chấp nhận đến họ nghe về điều gì đó đến đó. Như một trường hợp mà con thường gặp nhất ở trong gia đình con đó là ba con không nói chung là rất là tương lai, nói chung là nó nghe mình, nó cực kỳ nghe. Bởi vì khi mà con vẫn nói mình đấy, nói là Chúa vừa mới nói gì nhưng mà Chúa là xói xả cho người con rồi, nói gì cũng nói. Tuy nhiên là cái đầu tiên, cái bước đầu tiên là con đã không thể nói được lấy gì mà những bước sau rồi. Tôi không ngạc nhiên điều đó. Tôi làm chứng cho cả rất cả cái ngồi để anh để suy nghĩ. Anh về tới nhà im lặng không nói gì hết, lên giường ngủ 5 giờ sáng, ông cuốn đồ bỏ đồ trong vali, ông kêu tôi thức dậy đưa ông ra bến xe cho ông về. Cái tôi nói anh ngồi đó không đi đâu hết. Tôi giải thích cho anh nghe, đích của em là em muốn cho anh nhận được sự cứu rỗi từ đời sống của anh thôi. Anh biết, anh nói anh biết là em muốn thành tốt, anh biết Chúa Giêsu là tốt, là tất cả mọi thứ đều tốt vậy. Nhưng anh bây giờ đó, anh trong chức vụ của một cái người nói giáo sư của bên trường đó, anh là người giảng dạy học trò này thì đủ thứ đó. Bây giờ anh mà thở lên tin Chúa, học trò anh nó sẽ coi anh ra nhiều, cái vấn đề sĩ diện. Thế là anh biết Chúa là tốt lành nhưng mà rốt cuộc không tin nhận Chúa. Khi mà tôi nói chuyện về Chúa, anh nói ô anh em làm một vị Chúa tốt rồi, anh khen ngợi cái Chúa đúng đức tốt rồi. Anh bên kia anh cũng mở phòng thuốc nam xuất hiện, anh phát thuốc nam cho người ta, cho người nghèo này kia, thuốc này kia rất là nhiều, anh làm cũng tốt. Nhưng mà có cái là biểu cầu nguyện tin Chúa thì anh sợ mất mặt. Thế đó mình cũng phải biết điều đó. Ở trong đôi lúc cái có những người ở ngoài tôi làm chứng rất là dễ, còn hai người anh tôi làm chứng rất hoài, tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện. Tôi biết là một ngày nào đó Chúa sẽ cứu. Amen. Thành ra mình cứ tiếp tục cầu nguyện. Rồi cái lúc nào làm chứng được làm chứng nữa. Thành ra đừng có nản chí. Chúa sẽ có chương trình cho mỗi người. Cái người đó Chúa cứu, đại mà Chúa cứu thì đúng ngày đúng giờ Chúa cứu. Có những người mà chờ tới giường bệnh sắp chút hơi thở rồi là họ mới tiếp nhận Chúa. Đúng rồi, có một người tiếp tục cầu nguyện đó. Chúa, gia đình Chúa đó, Chúa đầu mạng ngay 6-5 ngày con nào có cảnh ngày đó nói vậy chứ mượn gọi về mượn cái tới gọi về chữ những bây giờ còn chạy ngày mình nói mình có chúa đầu đèn nhá tối không có thể nào mình nói để mình nhìn tất cả để cứ đi nhưng mà không dùng cái phương tiện khác để làm có thể chúa một cái gì mình nói gì ở đâu vẫn là năm mới sao cho cái gì đầu. Người đó là chồng hay là chồng của chị? Chồng nhớ. Tin Chúa rồi mà uống rượu sáu mươi năm rồi. Ông bây giờ tôi đi nghỉ đi, chị nên nhớ rằng những cái linh về rượu chè, những linh về của thế gian nó còn nhiều ở trong người rồi. Thế là chỉ cái chữ tiếp nhận Chúa là giống như bận cái áo đính vậy, mà áo đính mới tân binh ấy. Nhưng mà cái con người cũ vẫn còn đó. Chị về chị cầu nguyện chị cùng trong danh Đức Chúa Giêsu có được những cái linh của chùa chùa đời hỏi chị cứ cầu nguyện rồi Chúa sẽ làm. Khi mà Chúa đã bắt buộc anh được rồi thì tự động anh sẽ tìm về. Tôi đã từng chứng kiến một cái người xì ke ma túy việt nặng đó
họ xài thuốc marijuana rồi họ xài cocaine như thế đó. Khi mà lên nói chuyện với ông mục sư xong, ông tuyên bố là tôi xin tin nhận Chúa. Ngày hôm sau anh chạy lại, anh đem lên hết thuốc marijuana, thuốc hít này kia gì tùm lum. Tôi tuyên bố mục sư, tôi đốt bỏ trước mặt mục sư, đốt bỏ. Và khi anh đốt bỏ xong rồi, từ bỏ rồi, con người của anh trở thành một người khác hoàn toàn. Ngày hôm sau anh không cần cai nghiện, chỉ nên nhớ một người mà đưa sử dụng cocaine này kia ma túy này, là họ phải cai nghiện cả 6-7 tháng họ mới được đó. Chúa cho anh phục hồi liền lập tức, anh trở thành một người đi phục vụ người khác liền. Chúa thay đổi luôn, lật bàn tay thế này. Nên nhớ quyền năng của Chúa làm được tất cả mọi thứ. Rồi anh còn thuốc không? Anh còn thuốc. Bây giờ chị về chị nhờ ông mục sư đi, nhờ mục sư mới nào tới. Chưa lấy miếng thuốc ra, cầm miếng thuốc trong tay, công bố để hộp quẹt ra rồi hết, thuốc men đem ra hết, cầm tay, công bố kể từ giờ phút này ta từ bỏ những thứ thuốc này, chất nicotine này, ngươi không có được làm phiền ta nữa, bẻ gãy những thứ thuốc đó, quăng bỏ trong thùng rác, rồi chúng mình cầu nguyện và trong danh Chúa Giêsu từ bỏ đó. Và ta sẽ bỏ luôn, không bao giờ trở lại. Phải có một cái đức tin mạnh mẽ như vậy. Tôi rất nhiều người đã hút thuốc tới tôi cầu nguyện họ bỏ thuốc luôn, không bao giờ trở lại thuốc nữa. Cái vấn đề thấy nằm cái chỗ này một xưa, có nghĩa là đó là những cái việc làm của xác thịt mà mình phải muốn thì Chúa mới giúp mình. Còn cái người mà thật sự ra họ không muốn, họ muốn bỏ thuốc không, muốn bỏ rượu không thì họ lắc đầu, họ muốn. Thật sự đó thì mỗi người Chúa có chương trình. Dạ. Giống như đứa em của bà xã tôi, đứa em kế bà xã tôi, cái năm mà nó đi qua Mỹ ở nhà tôi 6 tháng, nó hút thuốc, nó hút thuốc giống như là hút tiền, tức là hết chuyện này tới chuyện khác, chuyện này chuyện khác, rồi uống bia này kia nữa. Mà ở bên Mỹ thì đâu có ai cho hút thuốc trong nhà, tại nhà để mở em cái bút sinh này kia không. Mỗi lần hút thuốc mà ở bên trời lạnh, mặt hai mặt cái đầu đùng ra, ngồi ra ngoài sau đem cái tàn gạt tờ thành hút ra ngồi cúng núng vậy nè, hút cái rút rồi cái chạy vô. Tôi biết lắm, mà vẫn không thuốc hoài. Mà tôi nói hoài, tôi cầu nguyện cho tin Chúa. Ảnh hồi xưa ảnh đi học và trong Công giáo, mà học tới thầy năm, thầy sáu gì. Okay. Mà rồi bỏ, đi qua đại học Gia Thành, học về đạo Phật, học về này kia. Rồi lúc đó không tin ai nữa. Ở bên thì học Chúa xong rồi học Phật này kia, rốt cuộc không tin ai nữa. Mà tôi đến làm chứng bao nhiêu điều cũng không được Chúa. Tới chừng sau này đó, một mình dọn qua bên California, ở mình bên đó. Cho tới lúc cái bữa đó, bác sĩ lại chở vô nhà thương, thôi lá phổi chỉ còn được thở được có 20%. Ôi trời ơi, 80% hết làm việc. Bà vợ cũng vậy, tôi làm chứng qua ai không, chưa tin Chúa. Mà dạy lái xe này kia rồi xong xuôi đó, không biết đường, không biết đi. Tới cái bữa mà ổng emergency xong, bà sắp ổng thảy lên xe cái, bà nhắm mắt bà chạy sao, tới khi bà mở mắt ra thấy đậu ngay trước nhà thương. Thấy Chúa dẫn đường. Rồi từ đó anh sao hay vợ chồng hết lòng không thể tưởng tượng được. Chúa đúng ngày, đúng giờ, đúng thời kỳ Chúa. Bây giờ đi đâu cũng sắp theo cái bình oxy, thở tại cái phổi đậu không đủ để mà thở. Đó, vậy đó mà ngồi đâu đó là lấy kinh thánh ra nghiên cứu sách này, nghiên cứu sách kia, gửi email cho em, muốn cho người này người kia, còn lại ở nghiên cứu sách không, tại vì cũng đã học kinh thánh, đã biết nhiều rồi, bây giờ nghiên cứu chịu có nghiên cứu, mà nghiên cứu giỏi chứ không phải là dở. Cũng đã học giỏi rồi, khả năng đại học trở lên. Nhiều lần cũng bệnh nữa mục sư. Dạ. Cầu nguyện cho gia đình với con cái được bình thường cái cầu nguyện. Rồi hết bệnh xong. Thì nhiều lần cũng phải cứu, nhiều lần cũng mất. Dạ, tại vì cái linh của xác thịt, cái linh của ma men nó còn quá nhiều, mình phải trói buộc. Trói nó đủ nó đi.
đuối đi trước thì là cái con người nó sẽ buông tha. Dạ. Chị thấy ảnh tin Chúa nhưng cái đó là không phải tin Chúa thật. Nó chỉ là cái mỹ và là emotion trong lúc cái xúc cảm, cái năng đó. Chúng ta nói xúc cảm năng đó, anh đã nói ảnh tin Chúa nhưng không phải là xúc phát từ trong tâm. Một người mà tin Chúa xúc phát từ trong tâm, Chúa thay đổi liền. Một người đó sẽ được tái sanh. Mà khi đã tái sanh rồi là tự động những cái gì mà nó về sanh thịt Chúa dẹp ra hết rồi. Còn mình chỉ lên tin Chúa mà tin Chúa theo cái cảm xúc cái lúc đó thôi, nó không phải tin Chúa thật, thì cái lòng của mình vẫn còn là người thế gian, thành ra mình không thấy nào. Cái người mà tin Chúa mà đã tin Chúa thật đó, tiếp nhận Đức Thánh Linh vào lòng rồi là Chúa thành tổng liệt, thành ra tiếp tục cầu nguyện cho. Và nếu cần mời các quý vị mục sư tới rồi cầu nguyện để cho họ hòa thượng. Mục sư cái bài này mục sư nếu cần copy vô anh em có hỏi cái gì thì có những cái câu dẫn chứng trong đó, kinh thánh dẫn chứng lấy ra. Bây giờ mình để cái thời giờ đó không có còn lại á, giờ mục sư sức dầu cầu nguyện cho anh em, anh em lên cái mục sư sức dầu cầu nguyện. Giờ cuối không sư, bây giờ cái để mình cùng chung với là tình người thì nó không biết cái nào. Còn bây giờ quý vị còn câu hỏi nào nữa không? Không có, bây giờ thôi chúng ta cùng đứng lên để chúng ta sẽ cùng mình cái đấy tại đây luôn. Chúng ta học ngày hôm nay, ai là người mà chúng ta cảm thấy rằng là mình cảm xúc mà mình nhận được nhiều nhất, muốn nói cái gì với mục sư đó thì tôi cho anh chị em 2 phút để nói. Để lại gì? Giống như là có một lời tri ân nào đó. Cô nói thì nó ư rồi. Coi, con là copy cái bài. Đó là nhìn thấy cái giá trị gì, cái bài được như thế nào, mình được sáng suốt như thế nào thì nói ra lên đây. Chúng ta vỗ tay cho một đại một tràng vỗ tay. Rồi, xin mời mục sư nghe, lắng nghe cô. Nghe cái trái mà mục sư nghe.
Nãy nói rồi. Nói rồi. Cuối lời đầu gì nữa.